vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 3. Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Sở Trần nói, từ đầu tiên là từ đồng âm với họ của Hoàng Lão Gia Tử, và cả câu có lẽ cũng phù hợp với tình trạng hiện tại của Hoàng Lão Gia Tử. Chắc không sao đâu, Hạ Bác xem từ đầu đến cuối, anh thở dài một hơi, trông như một lá bùa vẽ linh tinh, nhìn cũng chỉ là bình thường thôi, nhưng mà, dù sao cũng có thể vượt qua cửa này. Sở Trần liếc nhìn Hạ Bác, anh đã từng nhìn thấy một tấm bùa vẽ chưa? Sở Trần ất muốn nói với Hạ Bác rằng về vẽ bùa mình còn thạo hơn là viết. Hạ Bác không để ý đến lời nói của Sở Trần, sải bước tới cửa phòng làm việc, mở cửa bước ra ngoài. Lão gia tử, tôi đã khiến ngài đợi lâu. Tống Trường Thanh ngửi lại cười tươi, tỏ vẻ hiểu được, chính ông bình thường viết một bức chữ còn lâu hơn. Tôi viết không tốt, vẫn xin lão gia tử ngài cho lời khuyên. Hạ Bác rất khiêm tốn, giữ tư thế ở mức thấp nhất, rốt cuộc anh ta cũng không biết trình độ của Sở Trần là gì. Tống Trường Thanh bước về phía trước và dường như không nhìn thấy Sở Trần, người cũng đang ở trong phòng làm việc. Tống Trường Thanh nhìn sang, đồng tử trong nháy mắt mở to đến cực điểm. Một đạo uy phong xông thẳng vào mặt. Hoàng Đồ Bá Nghiệp vừa nói vừa cười, say trong thiên hạ. Lúc này, trong đầu Tống Trường Thanh dường như có một hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Từ dòng máu nhiệt huyết thời trai trẻ cho đến sức sống rạng ngời thời trai trẻ cho đến tận bây giờ. Đã một lúc lâu không có tiếng động, lúc này Hạ Bác càng thêm lo lắng, thấy Tống Lão Gia Tử bất động, không khỏi liếc về phía Sở Trần bên cạnh. Khóc không ra nước mắt, dù chữ viết xấu đến đâu cũng không cần thiết phải đưa ra cách diễn đạt này. Ít nhất thì vì tình hữu nghĩ cũng nên có điểm khen chứ. Được rồi, Tống Trọng Thành đột nhiên hét lên trong phòng làm việc đang im lặng. Hạ Bác lắc tay và suýt xé tờ giấy. Tống Trường Thanh ngẩng đầu, nhìn Hạ Bác, thở dài nói, thiếu gia thật không hổ là con của nhà họ Hạ, hậu nhân của danh môn. Chỉ vào bức thư pháp này, gọi thiếu gia là thiên nam đệ nhất công tử thư pháp của Dương Thành, cũng không có chút quá đáng nào. Tài nghệ của tôi chỉ ở mức trung bình, nhận danh này thật xấu hổ. Hạ Bác xấu hổ, thậm chí là cái đan ít thiên nam đệ nhất công tử. Hạ Bác thầm thề rằng anh sẽ không bao giờ khoe khoang tùy tiện trong tương lai. Ta không phải là người xu nịnh, ta chưa từng thấy người trẻ tuổi nào có thể viết chữ đẹp như vậy. Tống Trường Thanh không ngừng thán phục, nhìn Hạ Bác, Hạ thiếu gia, bức chữ này, đem nó tham gia tuyển tập của Kim Than Thành. Tôi tin rằng sẽ có một cơ hội lớn để được chọn. Vậy thì cầm đi thôi. Hạ Bác rất hào phóng. Anh chỉ muốn nhanh chóng vượt qua chủ đề này, càng để lâu càng dễ bộc lộ bản thân. Được rồi, Tống Trường Thanh hưng phấn, cho dù bức vẽ này không phải do hắn viết, nhưng ít nhất nó cũng được sinh ra trong nhà họ Tống. Nếu bức vẽ này thực sự được lựa chọn, sự việc này có lẽ vẫn là một câu chuyện hay trong thiền thành. Hạ thiếu gia, cậu còn chưa có ký vào chữ này. Tống Trường Thanh nhắc nhở, đồng tử của Hạ Bác hơi co lại. Trong một thời gian dài, đầu óc Hạ Bác nhanh chóng xoay chuyển. Tôi đột nhiên nhớ ra Lão Hoàng là muốn quan sát thanh niên của Thiền Thành. Tôi không phải người gốc Thiền Thành, không thích hợp để tham gia vào cuộc tụ họp này, Sở Trần, nhờ anh giúp tôi. Vì anh đã chăm chỉ giúp tôi mài mực nên tôi sẽ đưa bản viết này cho anh. Hạ Bác đột nhiên nói với Sở Trần, trong lòng thở dài một cách hoàn mỹ. Vốn là do Sở Trần viết, đầy thuyền theo đường đi như thế này, đồng thời có thể cứu vãn mặt mũi mà rút lui. Thậm chí còn có thể bán nó cho nhà họ Tống coi như trả ơn. Hạ Bác không nhìn được muốn ca ngợi bản thân một cách hung hăng. Tống Trường Thanh giật mình, Tống Thiên Dương cũng sửng sốt một hồi. Chữ viết đẹp như vậy, không ngờ lại đưa cho Sở Trần. Đối với hoàn cảnh hiện tại của nhà họ Tống, đây chỉ đơn giản là một món quà. Sở Trần, Tống Thiên Dương vội vàng thấp giọng gọi Sở Trần. Sở Trần liếc mắt nhìn Hạ Bác, cũng không có từ chối, vậy đa tạ Hạ thiếu gia. Hạ Bác cười vỗ vỗ vai Sở Trần, tôi nói, tôi sẽ che cho cậu. Bức tranh này nên coi như món quà cho buổi lễ gặp mặt chính thức của chúng ta. Người này không biết xấu hổ đúng là thiên hạ vô địch. Sở Trần nhận lấy chữ viết của chính mình, còn phải nói lời cảm ơn với Hạ thiếu gia. Tống Thiên Dương ánh mang theo không thể tin được, ông không hiểu tại sao vị thiếu gia nhà họ Hạ này lại đối tốt với Sở Trần như vậy. Hôm nay Hạ thiếu gia tới, có phải thật sự như Sở Trần nói? Là mua bàn bạc chuyện hợp tác giữa hai bên hay không? Trái tim Tống Thiên Dương chợt trùng xuống, nhưng mà bản thỏa thuận ly hôn mới đã được in lại. Cuộc hôn nhân này liệu còn có tồn tại? Sở Trần, cậu nhanh ký tên đi, chúng ta còn phải nói chuyện khác. Hạ Bác thúc giục, Sở Trần cầm bút đi lên,
ở góc dưới cẩn thận từng nét từng chữ viết tên của mình. Tống Trường Thanh liếc nhìn khóe mắt, thầm lắc đầu. Đều là những người trẻ tuổi như nhau mà sao có khoảng cách quá lớn. Tuy nhiên, với món quà lớn này của thiếu gia nhà họ Hạ, nhà họ Tống phải tạm thời nhờ tên con rể này qua cửa ải. Tống Trường Thanh rất lạc quan về bức vẽ này, và xác suất để anh ta được chọn làm thanh của lễ hội Thái Thanh tại Kim Than Thành là không hề nhỏ. Đây là cơ hội tốt để nhà họ Tống thể hiện trước mặt nhà họ Hoàng, có thể sau khi được chọn thì nhà họ Hoàng sẽ có tâm trạng tốt, hứa hẹn lợi ích gì đó cho nhà họ Tống. Cậu chủ Hạ, xin mời. Tống Thiên Dương hiểu ý của lão gia tử. Phòng khách biệt thự của gia chủ nhà họ Tống. Khi mọi người nhìn thấy Sở Trần và Hạ Bắc đi cạnh nhau, vừa nói vừa cười, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Luôn tự hỏi làm thế nào mà Sở Trần và thiếu gia Hạ lại có tình bạn như vậy. Đôi mắt của Tống Nhan cũng đang quan sát, chỉ có cô mới biết Sở Trần đã khôi phục như thường, chẳng lẽ Sở Trần đã quen biết Hạ thiếu gia từ 5 năm trước rồi sao? Tống Nhan lắc đầu trong tiềm thức, nếu Sở Trần thật sự có thân phận trình độ này, vậy tại sao nám nám que nhà họ Sở của hắn lại không thấy có người đi tìm Sở Trần? Sở Trần giống như đột nhiên xuất thế, cũng không cách nào tìm ra lai lịch của hắn. Vì vậy, mọi người trong nhà họ Tống luôn khẳng định Sở Trần là kẻ lang thang. Nếu không phải do va chạm với Tống Nhan, có lẽ anh ta đã chết đói trên đường phố giữa mùa đông lạnh giá rồi. Cậu chủ Hạ, mời cậu tới bên này. Tống Thiên Dương vẫy vẫy tay, cùng Hạ Bắc và Sở Trần đi qua đại sảnh đến một phòng họp nhỏ bên cạnh. Cửa phòng họp nhẹ nhàng đóng lại. Tống Thiên Dương đứng bên ngoài, hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người bước ra khỏi đại sảnh, mang sổ kế hoạch của chúng ta đến đây. Lâm Tín Bình nghi ngờ, Hạ thiếu gia thật sự muốn thảo luận hợp tác với Sở Trần sao? Cha, thỏa thuận ly hôn đã được mang tới, Tống Tình lúc này đang cầm trên tay. Xé đi, Tống Thiên Dương nói, Tống Tình sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Cha, tuy rằng Hạ thiếu gia đồng ý nói chuyện với Sở Trần, nhưng kết quả vẫn chưa ra, Tống Vân không hiểu. Ta đã nói xé nó đi, thì liền xé đi, Tống Thiên Dương trầm giọng nói. Cho dù không thương lượng hợp tác, thì với chữ viết tay mà thiếu gia nhà họ Hạ đưa cho Sở Trần, ít nhất, trước đại lễ Kim Than Thành, Sở Trần vẫn phải là con rể nhà họ Tống. Bây giờ mà ly hôn, lão gia tử nhất định không cho phép. Tống Thu cũng bị sốc, anh ấy đã kể hết chuyện vào đêm qua, Sở Trần đã đánh Diệp Thiếu Hoàng. Đó là lý do mà cha của cậu sẽ muốn đập ngay thỏa thuận ly hôn trên mặt Sở Trần ngay lập tức. Lâm Tín Bình hít sâu một hơi, sau khi con về nhà tối hôm qua, con nhận được tin tức rằng nhà họ Hạ có ý định vào ngành dược phẩm ở Thiền Thành. Tuy nhiên, ngoài Hạ thiếu gia, nhà họ Hạ còn cử một đội khác tới đây, khả năng đội còn lại đang có mặt tại khách sạn Hoàng Đình để thảo luận về việc hợp tác giữa nhà họ Hạ với Diệp thiếu gia. Thực tế mà nói, chúng ta không thể cạnh tranh với nhà họ Diệp. Cha, hôm qua chúng ta không ký thỏa thuận ly hôn đúng hạn, nên mới xảy ra nhiều sự tình như vậy. Tống Tình nói, Trương đạo trưởng không tìm được, Thanh Phong đạo trưởng tính không ra mệnh của hắn. Điều đó đủ cho thấy nhà họ Tống không thể giữ lại người này. Bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp truyền tới. Tống Như Hải thở hổn hển, gia chủ, kết quả kiểm tra kim bạc đã có, bên trong đó có độc. Sắc mặt của người nhà họ Tống đều biến sắc, phía sau truyền đến một cảm giác ớn lạnh. Kim bạc có độc, đây là muốn đưa Tống Thu vào chỗ chết. Con người của Tống Thu không khỏi mở to đến cực điểm, trên lòng bàn tay chợt đổ ra mồ hôi lạnh. May mắn thay, đó là Sở Trần. Tống Thu đã có ý tưởng này trong đầu. Những người còn lại cũng im bặt, không ai dám nói gì đến Sở Trần vào lúc này. Con trai duy nhất dưới đầu gối của Tống Thiên Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, sắc mặt Tống Thiên Dương đã ảm đạm đến cực điểm. Tra rõ chuyện này đi. Tống Như Hải vội vàng xoay người. Tống Thiên Dương liếc nhìn qua đám người, chậm rãi nói, chỉ bằng điểm này, Sở Trần vẫn là con rể nhà họ Tống. Đây là ân cứu mạng thực sự, tư liệu nhanh chóng được gửi đến. Trong phòng họp, Sở Trần đem sổ kế hoạch mở ra vài lần. Thực tế, nhà họ Tống của chúng tôi khá chân thành, Sở Trần nói. Có lòng thành, nhưng tiếc là sức không đủ. Hạ Bắc chống chân lên bàn hội nghị, lật xem tư liệu. Có thể nói, nhà họ Hạ định mở thị trường ở Thiền Thành, nhưng mà bây giờ tình hình thị trường có chút phức tạp, nhà họ Hạ rất khó có thể đủ vững vàng để ổn định chỗ đứng, nếu như đối phương có thể góp sức một chút thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhà họ Diệp hẳn là sự lựa chọn tốt nhất. Sở Trần nhìn Hạ Bắc, biết Hạ thiếu gia vẫn chưa nói xong. Cậu vậy mà không có sốt ruột, Hạ Bắc cảm thấy có chút nhàm chán,
sau đó nói, quả thực có một đội nói chuyện với nhà họ Diệp, nhưng lời nói cuối cùng là ở trong tay của tôi. Cha tôi có ý để cho tôi đi nhân cơ hội này để có được trải nghiệm tốt. Nếu nó không hiệu quả, sẽ để nhóm đó nói về nó. Nhà họ Hạ bày hai phương án. Nếu Hạ Bắc sẵn sàng làm điều đó, thì đội này sẽ trở thành đội chịu trách nhiệm về công việc của Hạ Bắc. Tối hôm qua tôi đã nói rằng chúng ta là đôi thiếu gia thứ ba của nhà họ Hạ và con rể thứ ba của nhà họ Tống. Chúng ta đơn giản là sự kết hợp giữa đao và kiếm, vô địch thiên hạ. Nhà họ Tống thực lực không đủ, nhưng tôi tin tưởng cậu có thể bù đắp khuyết điểm này. Hạ Bắc đứng lên, vươn tay về phía Sở Trần, cười nói, làm sao? Vẫn là tiếp tục giả vờ ngu xuẩn trong nhà họ Tống sao, hay là cùng tôi hợp tác làm một vố lớn? Ngày hôm qua tôi còn nhớ kỹ lời nói của cậu. Tôi Hạ Bắc mục tiêu chỉ có một cái, thâu tóm quyền lực của thế giới, nằm trên đầu gối của một mỹ nhân say rượu. Đôi mắt Hạ Bắc bắt đầu sáng lên, Sở Trần cũng đứng dậy, đưa tay ra lắc lắc, vậy thì tôi chúc mừng anh. Hạ Bắc sửng sốt, chúc mừng tôi, chúc mừng một ngày nào đó, anh nhất định sẽ trở thành thiên nam đệ nhất công tử, không chỉ trong thế giới thư pháp, Sở Trần mỉm cười. Tôi không dám, Hạ Bắc khinh thường, Dương Thành, quả nhiên có thiên nam đệ thập công tử. Nhưng không ai dám gọi mình là thiên nam đệ nhất công tử. Tôi không có hứng thú với cái tên hư danh như vậy. Khi anh đạt đến trình độ đó, lúc đó không cần tranh đấu, bản thân anh tự đã thành. Sở Trần nhẹ giọng nói. Khách sạn Hoàng Đình, trong phòng họp, mặc dù khuôn mặt của Diệp Thiếu Hoàng có chút bầm tím, nhưng cũng không quá rõ ràng, cả buổi sáng hắn đều nín thở. Hắn sẽ đền đáp sự sỉ nhục mà hắn phải chịu đêm qua gấp trăm lần. Cuộc thảo luận chi tiết với đội ngũ nhà họ Hạ rất hài hòa, điều kiện của nhà họ Diệp thỏa mãn mọi yêu cầu của nhà họ Hạ. Diệp Hạ, hai nhà hợp tác, tôi tin rằng ngành dược phẩm ở Thiền Thành sẽ được cải tổ lại. Diệp Thiếu Hoàng cười đến nghẹt thở, cuối cùng cũng có một tin tốt lành bù đắp lại cho hắn. Khi mọi việc kết thúc, sẽ tìm Sở Trần để giải quyết. Người đại diện nhà họ Hạ là một người trung niên, lúc này vẻ mặt cũng thoải mái đứng lên, rất kỳ vọng vào lần hợp tác này. Vừa định nói gì đó, chuông điện thoại đã vang lên. Đại diện nhà họ Hạ trả lời điện thoại, vẻ mặt hơi thay đổi, cuối cùng vẫn gật đầu, cúp máy. Đại diện nhà họ Hạ ngẩng đầu, xin lỗi Diệp Thiếu gia, chúng ta chỉ có thể trông đợi lần hợp tác tiếp theo. Nụ cười trên mặt Diệp Thiếu Hoàng bị ngưng kết, nhìn người đại diện nhà họ Hạ không khỏi nghi ngờ, hai bên rõ ràng đã trò chuyện rất vui vẻ, cũng chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà thôi. Người đại diện nhà họ Hạ đột nhiên thay đổi thái độ. Hạ tiên sinh, tôi không hiểu lắm ý của ngài, Diệp Thiếu Hoàng cũng đứng lên. Người trung niên Hạ Ngôn Hoan đẩy kính xuống, bình tĩnh nói, không giấu giếm với Diệp Thiếu, người đưa ra quyết định cuối cùng đối với dự án Thiền Thành của nhà họ Hạ chính là Hạ Tam Thiếu gia. Tam công tử vừa gọi điện tới, công ty đối tác của nhà họ Hạ đã được xác định rồi, vì vậy chúng ta chỉ có thể mong chờ lần hợp tác tiếp theo. Vẻ mặt Diệp Thiếu Hoàng trầm xuống, thế mà bị người khác nhanh chân đến trước. Hắn vốn dĩ rất tin tưởng rằng lần hợp tác này có thể dựa vào thực lực của hai nhà để tiến vào thị trường dược phẩm Thiền Thành một cách mạnh mẽ, điều đó sẽ làm địa vị của hắn tại gia tộc tiếp tục nâng cao, đồng thời nâng cao thực lực chung của nhà họ Diệp. Không biết, Hạ Thiếu gia đã chọn được nhà nào? Diệp Thiếu Hoàng bình tĩnh hỏi. Hạ Ngôn Hoan không hề che giấu, nhà họ Tống. Sau khi Hạ Ngôn Hoan xoay người rời đi, vẻ mặt của Diệp Thiếu Hoàng đã trở nên cực kỳ ảm đạm. Trong đầu hắn hiện lên duy nhất một người, con rể nhà họ Tống, Sở Trần. Đoang, cái chén trong tay Diệp Thiếu Hoàng mãnh liệt rơi xuống đất, ánh mắt rất ảm đạm, mày cho rằng trèo lên nhà họ Hạ, thì Diệp Thiếu Hoàng tao không đối phó được với mày sao? Đây là Thiền Thành, không phải Dương Thành, phòng khách của gia chủ nhà họ Tống. Sở Trần và Hạ Bắc sánh bước đi ra ngoài, thu hút sự chú ý của mọi người. Hạ Thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Trước tiên hãy thử hết những món ăn mà nhà họ Tống của chúng ta đã chuẩn bị. Tô Nguyệt Tra tiếp đón, một sự kiện vui vẻ như vậy, đương nhiên rất đáng uống một ly. Hạ Bắc liếc nhìn Sở Trần, tử lượng của cậu thế nào? Sở Trần cười, theo anh đến cùng. Được, Hạ Bắc cười sảng khoái. Càng ngáy, anh ta càng cảm thấy con rể nhà họ Tống rất hợp với mình. Ai dám nói Sở Trần là đồ ngốc, Hạ Bắc là người đầu tiên không tha thứ cho hắn. Sự kiện vui vẻ. Nhịp tim Tống Thiên Dương tăng nhanh, những người khác cũng nín thở trong tiềm thức, tôi và Sở Trần về cơ bản đã đạt được thỏa thuận. Hạ Bắc ngược lại không thừa nước đục thả câu, đồng thời tuyên bố trước mặt mọi người, hai nhà chúng ta bắt tay hợp tác chính thức. Chi tiết cụ thể, đội của tôi sẽ liên hệ với các người.
Trong buổi rượu này, có người vui mừng, có người buồn. Sở Trần đột nhiên xoay người, tiếp rượu với Hạ Thiếu Gia, liền trở thành tiêu điểm của toàn bộ mọi người. Phải biết, trước giờ Sở Trần còn chưa tới gần bàn ăn này. Tống Nhan ngồi bên cạnh Sở Trần, hồi lâu tâm trạng cũng không bình tĩnh được. Sở Trần tặng quà sinh nhật lần thứ 3 cho cô, thế mà thực sự đã được thực hiện. Lúc mới ngồi xuống, Sở Trần đã nói với Tống Nhan rằng hai bên hợp tác, người chịu trách nhiệm chính của nhà họ Tống là Tống Nhan. Sở Trần, Tống Thu cầm một cái chén trong tay đứng lên, vẻ mặt trịnh trọng, tôi đối với anh cái chén này, cảm ơn anh nhiều. Tống Thu uống một hơi cạn, Sở Trần liếc nhìn Tống Thu, nâng cốc uống rượu với một nụ cười. Kết quả kiểm tra ngân châm là có độc, Tống Nhan nhỏ giọng nói, nhưng đồng thời cô cũng có chút sợ hãi, nếu không phải đêm qua Sở Trần nhắc nhở, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Sở Trần vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn thoáng qua hắn cũng có thể biết được kim bạc có độc hay không, cho nên tối hôm qua hắn liền nhắc nhở yêu cầu nhà họ Tống kiểm tra xem kim bạc có độc hay không. Hừ, thế nhưng không có điểm ngoài ý muốn. Lâm Tín Bình thầm thì thầm, ghen tị nhìn Sở Trần, không thể chấp nhận được. Đứa con rể ngốc nghếch này 5 năm nay đến bàn ăn cũng không thể lại gần, vậy mà hôm nay thực sự hưởng thụ đãi ngộ còn cao hơn bọn họ, nói không chừng, mấy cái kim bạc này thật sự còn liên quan đến hắn. Hạ Bắc cũng rời đi khỏi nhà họ Tống sau khi ăn uống no nê. Gia nghiệp nhà họ Tống có công việc kinh doanh rất lớn và mỗi thành viên trong gia đình nhà họ Tống đều chịu nhiều trách nhiệm, bao gồm cả Lâm Tín Bình và Chu Kiếm, hai con rể của nhà họ Tống. Những người chịu trách nhiệm về các giao dịch kinh doanh giữa gia đình họ và nhà họ Tống. Sau khi Hạ Bắc rời đi, bọn họ cũng quay lại bận rộn với việc của công ty. Nhan Nhan, gánh nặng đối với con không nhỏ, việc hợp tác với nhà họ Hạ, hoàn toàn dựa vào con. Tống Thiên Dương tha thiết nhìn Tống Nhan. Hắn muốn tự mình làm, nhưng hợp đồng do Sở Trần và nhà họ Hạ ký kết, sự hợp tác giữa hai nhà, nhà họ Tống, do Tống Nhan hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuy rằng Tống Nhan có Sở Trần ở bên cạnh, nhưng theo quan điểm của Tống Thiên Dương, sở dĩ sự hợp tác này có thể đạt được kỳ tích hoàn toàn bởi vì Sở Trần bằng cách nào đó đã lọt được vào ánh mắt của thiếu gia nhà họ Hạ, có thể nói đó là món quà của Hạ thiếu gia. Bao gồm cả một bức chữ trong thư phòng, đều thuận tay đưa cho Sở Trần. Tống Thiên Dương con ngươi đột nhiên co rụt lại, không khỏi liếc mắt nhìn Sở Trần, chẳng lẽ Hạ thiếu gia Dương Thịnh có sở thích với nam thân? Tống Thiên Dương không tự chủ giật mình. Liếc mắt nhìn Sở Trần, phải thừa nhận đứa nhỏ này quả nhiên có vốn liếng này. Tống Nhan cũng cảm thấy áp lực rất lớn, cô vừa tốt nghiệp đại học không lâu, giờ lại đột ngột chịu trách nhiệm cho một dự án hợp tác quan trọng như vậy, Tống Nhan cũng lo lắng về khả năng của mình. Hơn nữa, tối hôm qua Diệp Thiếu Hoàng đã thông báo rằng nhà họ Tống sẽ bị loại khỏi dự án hợp tác ba nhà, trong hoàn cảnh như vậy, sự hợp tác giữa nhà họ Tống và nhà họ Hạ không thể bỏ qua. Tôi tin rằng Tống Nhan sẽ có thể đảm nhiệm. Sở Trần đứng bên cạnh Tống Nhan, nắm lấy tay Tống Nhan, dịu dàng nhìn Tống Nhan, đúng không, bà xã? Tống Nhan lập tức bị sốc, cảm giác ùa về trong tim, cô rút tay về như một phản xạ có điều kiện, mắt cô mở to, lần đầu tiên sau 5 năm chung sống mà cả hai nắm tay nhau. Tống Nhan hoàn toàn không có chuẩn bị, chỉ có thể nhìn chằm chằm Sở Trần biểu thị sự bất mãn. Mặc dù cô ấy bảo vệ Sở Trần ở khắp mọi nơi, dù Sở Trần là một kẻ ngốc, nhưng cũng là chồng của cô ấy trên danh nghĩa. Nhưng trong lòng Tống Nhan, cô chưa bao giờ coi Sở Trần là người đàn ông mà cô có thể giao phó cả đời. Tống Nhan ngẩng đầu, cau mày nhìn vài người đang đi vào đại sảnh. Nghe nói có khách quý tới chơi, ta vẫn là không biết xấu hổ đến quấy rầy anh cả. Trung niên tên là Tống Mục Dương, em trai của Tống Thiên Dương. Dưới đầu gối của Tống lão gia tử chỉ có hai người con trai này. Vẻ mặt Tống Mục Dương thờ ơ, ý đồ không tốt. Trực tiếp nhìn chằm chằm Sở Trần, nhưng bây giờ, đã đến lúc phải cho ta một lời giải thích. Bên cạnh Tống Mục Dương, Tống Khánh bằng oán hận nhìn Sở Trần, có chút thâm mũi, sưng mắt. Chú hai, cháu không hiểu ý của chú. Tống Nhan nói, hắn là hiểu rõ. Tống Mục Dương chỉ vào Sở Trần lạnh lùng nói, không biết là ngốc thật hay là giả điên, tối hôm qua Sở Trần đã làm nhục con trai ta khiến hắn phải đi bệnh viện. Trước mặt lão gia tử, Sở Trần vẫn là phải cho Khánh bằng nhà ta một lời giải thích. Tống Nhan nhìn Sở Trần nghiêng người, anh cũng đã đánh hắn ư. Dù sao Sở Trần ngay cả Diệp Thiếu Hoàng hắn cũng dám đánh tơi bời trên đường. Cô sẽ không ngạc nhiên nếu Tống Khánh bằng bị hắn đánh. Sở Trần lắc đầu, tôi không có đánh hắn. Sau đó, Sở Trần nhìn Tống Mục Dương, chú có thể xoay người đi ra ngoài quẹo trái, hiện tại lão gia tử đang ở trong thư phòng. Vẻ mặt Tống Mục Dương lập lòe u ám, trước mặt lão gia tử.
Câu này hắn vừa mắng, bất quá chỉ gào một tiếng mà thôi, hắn tự nhiên không dám vì chuyện này mà quấy rầy lão gia tử. Bác cả, người tới nói chuyện đi. Tống Khánh bằng hùng hồn nói, cháu tin tưởng, bác cả nhất định sẽ việc nào ra việc đó, xử lý công bằng. Những lời nói giúp đỡ Sở Trần của Tống Nhan đã quá quen với Tống Khánh bằng. Nhưng trong toàn bộ gia tộc họ Tống, chỉ có Tống Nhan là sẽ bảo vệ Sở Trần. Tống Khánh Bằng cũng đã nghe nói về việc Sở Trần đã đánh Vinh Đông ở nơi công cộng vào đêm qua, điều này đã ảnh hưởng đến gia đình họ Tống. Hắn đã chờ đợi Sở Trần bị đuổi khỏi nhà họ Tống. Tống Thiên Dương sắc mặt bình tĩnh, Tống Khánh Bằng căm phẫn nhìn chằm chằm Sở Trần, hắn biết rất rõ chỉ cần Sở Trần bước ra khỏi cửa nhà họ Tống, hắn thậm chí có thể bị dồn vào chỗ chết. Những người trong Vinh Diệu Quyền Võ Quán hôm nay đã bàn tán xôn xao và muốn khai đao với Sở Trần. Sở Trần của đêm qua không chỉ làm bẽ mặt Bằng Nhi, mà còn khiến nhà họ Tống xúc phạm Diệp Vinh hai nhà và đưa nhà họ Tống vào tình thế khó khăn. Tống Mục Dương chậm rãi nói, Bằng Nhi chịu ủy khuất là chuyện nhỏ, quyền lợi của nhà họ Tống mới là chuyện lớn, từ trên xuống dưới nhà họ Tống đều đang chờ một cái công đạo. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Tống Thiên Dương dần dần bình tĩnh lại. Những chuyện đã xảy ra tối hôm qua về Tống Khánh Bằng, ta đều biết, cuộc cãi vã nhỏ giữa các hậu bối, ta sẽ không bình luận về nó. Không bình luận, đại biểu cho việc sẽ không hỏi tới. Đồng tử của Tống Khánh Bằng co rút lại, có vẻ khác xa với những gì hắn ta tưởng tượng. Về phần lợi ích của gia đình, Tống Thiên Dương cười, ta còn chưa có thời gian chính thức thông báo với chú rằng nhà họ Tống và nhà họ Hạ của Dương Thành đã đạt được thỏa thuận cùng tiến vào thị trường dược phẩm Thiên Thành. Và thỏa thuận này được ký bởi Sở Trần. Tống Mục Dương và con trai của ông ta sững sờ. Trong một thời gian dài, Tống Khánh Bằng mở to hai mắt gào thét, không thể, cháu không tin, tên ngu xuẩn này, còn có thể ký hiệp ước với nhà họ Hạ. Tống Mục Dương cau mày nhìn Tống Thiên Dương. Điều ông nghĩ ngay lập tức là Tống Thiên Dương cố tình dùng câu nói này để bao che cho Sở Trần. Điều mà hắn không thể hiểu được là rõ ràng Sở Trần trong nhà họ Tống, hắn không có tư cách gì cả. Hôm nay Tống Thiên Dương sao lại đùa giỡn như vậy? Đồ đần, cậu nói là ai? Sở Trần đáp lại, Tống Khánh Bằng còn tức giận hơn. Đương nhiên hắn ta sẽ không quan tâm hơn thua với tên ngốc này, nhưng nó khiến Tống Khánh Bằng cảm thấy Sở Trần đang làm nhục chỉ số IQ của hắn ta. Ai quan tâm đến mày? Tống Khánh Bằng gầm lên. Anh cả, tối hôm qua tên này đã xúc phạm đến tập đoàn Vinh Thị và thiếu gia nhà họ Diệp. Dù thế nào đi nữa, nhà họ Tống cũng sẽ không giữ được hắn. Tống Mục Dương trầm giọng nói, mong rằng anh cả sẽ vì cả nhà mà suy nghĩ. Tống Mục Dương mang theo Tống Khánh Bằng rời đi với vẻ mặt không cam lòng. Ba, chú hai có ý gì? Tống Nhan cau mày, thiếu gia nhà họ Hạ đến nhà họ Tống, tự nhiên không thể giấu giếm cậu ấy, nên hắn đến thử thăm dò chút mà thôi. Tống Thiên Dương nói, một lời nói của Diệp Thiếu Hoàng tối hôm qua đã khiến chúng ta gặp rắc rối rồi, hắn đang chờ một vở kịch hay mà thôi. Tuy nhiên, kết quả này... rõ ràng không phải điều cậu ấy muốn. Tống Thiên Dương nhìn Sở Trần một cái thật sâu, rồi rời đi. Lúc này, Sở Trần không thể rời khỏi nhà họ Tống. Bà xã, chúng ta cũng về đi. Sở Trần đi vài bước, đột nhiên hỏi, quan hệ giữa Tống Mục Dương và gia đình em luôn cứng rắn như vậy sao? Tống Nhan liếc mắt nhìn Sở Trần, nhà họ Tống quy củ, vị trí gia chủ phải người tài mới chiếm được. Có thể nói cha tôi và chú hai đã gây gổ với nhau từ khi còn nhỏ. Nhưng về cơ bản thì cha tôi lực áp một bậc, vì vậy vị trí gia chủ rơi vào tay cha tôi. Chú hai trước giờ luôn luôn không hài lòng. Chú hai sinh được bốn người con trai, Tống Khánh Bằng là con út. Họ tự gọi mình là tứ kiệt nhà họ Tống, thậm chí nhiều lần họ nói rằng họ có tư cách đại diện cho nhà họ Tống hơn cả từ nay về sau, chỉ có vợ tôi mới đủ tư cách đại diện cho nhà họ Tống. Sở Trần ngạo nghễ nói, Tống Nhan trợn mắt, tôi không biết, gia đình họ sau khi mất nhiều năm như vậy thua thiệt. Sẽ áp dụng phương pháp thủ đoạn đặc biệt nào, Sở Trần tự nhủ. Đồng tử Tống Nhan khẽ co lại, kim châm màu bạc trên roi bất giác hiện lên trong đầu cô. Tim cô chợt thắt lại, Tống Nhan lắc đầu trong tiềm thức, không, dù sao thì Tiểu Thu cũng là cháu của chú ấy. Một trong những biệt thự của nhà họ Tống, Tống Khánh Bằng mặt giận dữ, thấp giọng gầm gừ. Nước Bạch Gia là một nỗi nhục nhã mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ vượt qua được. Anh hai, em nhất định phải trả lại mối hận này. Tống Khánh Bằng nghiến răng nghiến lợi. Trong phòng, anh trai thứ hai của Tống Khánh Bằng, hắn tên là Tống Khánh Hạc, người này có ánh mắt nham hiểm và sắc bén. Tôi báo sư phụ thần môn, vào ba năm trước, tôi trở về vá muốn giành lấy vị trí gia chủ.
chỉ là tôi không ngờ rằng ở bên cạnh Tống Thiên Dương lại có huyền môn cao nhân trợ trận. Tỏi đã kiên nhẫn 3 năm rồi, bây giờ, vị kia huyền môn cao nhân đó đã rời bỏ gia đình Tống Thiên Dương. Giờ tôi muốn họ chết thế nào thì sẽ chết như thế đó. Tống Khánh Bằng ngay lập tức nói, anh hai, anh thực sự đã học được phu thuật chưa? Cố gắng tìm cách lấy ngày sinh mấy người của nhà họ Tống và một số quần áo cá nhân của họ, tôi có thể dễ dàng khiến họ gặp phải những điều xui xẻo, kém may mắn và thậm chí là huyết quang tai ương. Tống Khánh Hạc nói, cây roi dài của tam đệ che giấu kim độc. Đó chỉ là một phương pháp thấp kém. Một khi bị phát hiện, nó không thể thoát khỏi mối quan hệ. Tam ca đã bỏ số tiền lớn để mời độc sư, tôi nghe Tam ca nói sẽ còn có hành động. Tống Khánh Thành nắm chặt tay, đến lúc đó nhất định phải để cho Sở Trần chết không có chỗ chôn. Lần này, Tống Thiên Dương, nhất định phải kết thúc. Tống Khánh Hạc nói, không có vị kia huyền môn cao nhân ở bên người, hắn đáng ra nên giao lại vị trí gia chủ nhà họ Tống từ 8 năm trước rồi. Đôi mắt Tống Khánh Hạc lau tia sắc bén. Dù chỉ học phù thuật lớp gia lông, Tống Khánh Hạc vẫn tự tin rằng mình thừa sức đối phó với gia đình Tống Thiên Dương. Tuy nhiên, em không thể đợi được nữa, em muốn dạy cho Sở Trần một bài học. Tống Khánh Bằng nghiến răng nói. Đơn giản, Tống Khánh Hạc liếc mắt, cười tủm tỉm, chúng ta là tứ kiệt của nhà họ Tống, tự nhiên sẽ không để cho tên con rể ngốc như vậy hung hăng được. Tống Khánh Hạc trong tay lấy ra một cái túi. Anh hai, đây là cái gì? Tống Khánh Bằng vội vàng hỏi. Rắn, cắn phải sẽ đau đến tê tâm liệt phế 3 ngày, nhưng mà không chết được. Hai mắt Tống Khánh Bằng đột nhiên sáng lên, hưng phấn nói, chúng ta là tứ kiệt của nhà họ Tống, đại ca đang theo đuổi tiểu thư nhà họ Hoàng, có thể leo lên cành cao nhà họ Hoàng này bất cứ lúc nào. Anh hai giờ có thể thể hiện sức mạnh trong vu thuật, còn anh ba thi được sự giúp đỡ của các bậc thầy độc dược, còn em thì có 3 vị đại ca. Bọn họ cả nhà lấy gì đấu với chúng ta? Chỉ có 2 người phụ nữ đã có gia đình và một gã khờ ở rể, hay tên võ phu Tống Thu sao? Ha ha ha, Tống Khánh Bằng đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ và nhìn vào biệt thự phía xa, Tết năm nay, gia đình chúng ta phải dọn vào đó ở thôi. Vào buổi tối, các dãy phòng nhỏ trong biệt thự, Tống Nhan mở cửa bước ra trong mắt có chút nhức mỏi, sau khi trở về cô đã phân loại thông tin về việc hợp tác giữa Tống Hạ hai nhà, cũng như tham khảo rất nhiều thông tin về dược phẩm. Tống Nhan càng hiểu sâu, càng cảm thấy đau đầu. Bà xã, trà đã pha xong, mời em vào uống trà. Sở Trần nói, Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần. Một số bất lực, tên này thật sự quá mức không tiến thủ. Trước khi trở về phòng, cô đã đưa cho Sở Trần một tài liệu, Tống Nhan lúc này mới đi ra, mới thấy rõ ràng tài liệu chưa từng bị động vào. Anh ngày này, không may vá sửa chữa, thì lại rót trà giao nước cũng không thể làm được việc gì thiết thực. Tống Nhan thấy cô càng ngày càng thích trợn mắt với Sở Trần. Tôi đã nói với Hạ Bắc rằng em hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hợp tác, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Sở Trần nói, anh, bận à, Tống Nhan liếc nhìn, pha trà cũng là một môn võ để tự tu luyện. Sở Trần cười, bà xã, để anh nói cho em biết, anh có 9 vị sư phụ, đại sư phụ dạy anh quyền cước cung yếu, nhị sư phụ dạy anh cầm kỳ thi họa, còn có tam sư phụ là lợi hại nhất, dạy cho anh huyền môn kỳ thuật. Câm miệng, Tống Nhan tiếp tục trợn trắng mắt, không có sư phụ nào dạy anh không được khoác lác sao. Sở Trần giật mình, cửu sư phụ nói sau khi xuống núi nhất định phải làm người đến nơi đến chốn. Tống Nhan, vợ à, nếu em không tin thì đưa tay cho anh sẽ xem tướng cho em. Nó chắc chắn tốt hơn nhiều so với Trương đạo trưởng, người mà tất cả các người ngưỡng mộ. Sở Trần háo hức muốn thử. Tống Nhan kêu một tiếng, quên đi. Tống Nhan uống một hơi cạn sạch tách trà. Không muốn cùng Sở Trần nói những chủ đề không có ý nghĩa này nữa, dụi dụi mắt, thực lực của nhà họ Hạ quả thật không thể nghi ngờ, nhưng mà, gia tộc họ Hạ bất ngờ chiếu mục tiêu vào Thiền Thành sẽ mang lại cảm giác sói sắp tới cho mọi gia tộc ở Thiền Thành, nói không chừng họ còn chuẩn bị liên hợp chống lại. Nhà họ Tống của chúng ta trong ngành dược phẩm lại chỉ có thể mượn một chút thế lực của nhà họ Lâm, muốn mở ra cục diện, quá khó khăn. Sở Trần nhấp một ngụm trà, bảo bối, có thể mượn sức của nhà họ Lâm sao? Đồng tử Tống Nhan hơi co lại. Sự hợp tác giữa nhà họ Tống và nhà họ Hạ đã là sắt đá rồi. Lâm Tín Bình còn hy vọng anh không đủ khả năng để anh ta thay thế, lấy thân phận con rể nhà họ Tống để ra mặt. Sở Trần cười, đừng lo lắng. Tôi ở đây, tôi có 9 vị sư phụ, không có việc gì có thể làm khó tôi. Tống Nhan, cái tên này chỉ biết cưa bom thổi mìn sao, không dứt mà. Ý chỉ về việc chém gió những gì Sở Trần nói là sự thật.
cửu huyền môn, môn phái đệ nhất thiên hạ, tổng cộng có 9 mạch và mỗi mạch có một môn tuyệt học. Nhiều người dành cả cuộc đời lấy bái nhập cửu huyền môn làm vinh quang, nhưng cuối cùng họ chỉ có thể học được một trong các tuyệt học của cửu mạch. Sở Trần từ nhỏ đã bái nhập cửu huyền môn và được các sư phụ của cửu huyền môn liên tiếp thu nhận làm đồ đệ. Sở Trần đột nhiên đứng lên. Có chuyện gì vậy? Tống Nhan hỏi. Tôi đi tiểu một chút. Sở Trần đi xuống lầu. Tống Nhan nắm chặt tách trà trong tay. Bây giờ suy nghĩ lại, hắn vẫn nghĩ mình là một người chồng ngốc đáng yêu, Sở Trần này càng ngày càng không đứng đắn. Hơn nữa, hắn rõ ràng đã xúc phạm nhà họ Vinh, đánh tơi bời Diệp Thiếu Hoàng, hắn vẫn có thể coi như không có chuyện gì. Ngược lại, cô đã lo lắng về sự trả thù của gia đình Diệp Vinh. Sở Trần đã đi tới hoa viên của biệt thự, đi được vài bước thì dừng lại, nhìn nghiêng, híp mắt lạnh lùng. Một con rắn đen nhỏ dài chỉ bằng một gang tay đang bám vào góc tường. Rắn thần của phái Hắc Ám. Sở Trần không ngờ rằng một con rắn thần của phái Hắc Ám lại được tìm thấy trong góc biệt thự nơi mình ở. Sở Trần nghe vị tám sư phụ nói rằng thánh thuật của thế giới đều đến từ cửu huyền. Vừa rồi ở tầng 2, hắn nhận thấy khí tức của con rắn thần này. Sở Trần không quấy rầy nó, hắn đi theo con rắn thần nhanh chóng tiến vào biệt thự đi lên lầu. Con rắn thần có kích thước bằng lòng bàn tay đang trượt trên tường, nếu như Sở Trần không để ý đến khí tức của phái Hắc Ám thì rất khó phát hiện ra con rắn thần này. Rắn thần đi thẳng lên tầng 2 và vào phòng của Sở Trần. Sở Trần sửng sốt nhẹ, hóa ra là nhằm vào hắn. Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông, hay là Tống Khánh Bằng. Ba cái tên lập tức hiện lên trong đầu Sở Trần. Sở Trần, anh làm gì vậy? Tống Nhan tò mò, Sở Trần đi tới, sững sờ đứng ở cửa phòng. Sở Trần mở cửa bước vào, nhìn thoáng qua, con rắn thần đã ở dưới chân giường, đang muốn theo đó đi lên. Với một con rắn thần vô dụng, cũng muốn đối phó với tao sao? Vẻ mặt Sở Trần hiện vẻ khinh thường, mặc dù hắn đã lãng phí 5 năm ngây ngốc, nhưng cửu huyền môn nhân lẽ nào chỉ là hư danh? Sở Trần đóng cánh cửa lại và sải bước đi lên. Cửu huyền kỳ thuật, khống chế phạm vi hoạt động. Tối hôm qua, Sở Trần có thể nhanh chóng thoát khỏi bọn người trong Vinh Diệu Quyền Võ Quán chính là dùng cửu huyền kỳ thuật, khống chế phạm vi hoạt động. Lấy thuật khống chế lực, âm dương nghịch đảo, tay đạp cửu cung, liền mạch lưu loát. Cảnh tượng này nếu rơi vào mắt kỳ môn tướng sĩ bình thường, nhất định chấn động đến cực điểm. Không cần mượn giấy bùa hay khí cụ, có thể thuận tay đạp cửu cung, khống chế phạm vi hoạt động, đây là cảnh giới vô số người cố gắng cả đời không thể đạt tới. Trong phòng, con rắn như mất hồn, quay cuồng. Sở Trần ngồi sang một bên, bên ngoài đột nhiên có giọng nói của chị Tường, Nhan tiểu thư, gia chủ tới nói có Diệp Thiếu gia tới thăm. Liệu có hiền nhân của phái Hắc Ám bên cạnh Diệp Thiếu Hoàng không? Sở Trần lạnh lùng nheo lại ánh mắt, vậy thì cho mày nhặt đá đập vào chân chính mình. Sở Trần liếc mắt nhìn con rắn trong phòng, xoay người bước ra ngoài, trên mặt mang theo ý cười, bà xã, khách quý tới, đi thôi. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, cô có dự cảm. Nụ cười dưới mắt Sở Trần có một tia sắc bén như đao. Sở Trần thực sự muốn dạy cho Diệp Thiếu Hoàng một bài học. Lần này là đối phó với hắn, nếu như rắn thần hôm nay xông vào phòng của Tống Nhan trong lúc hắn không chuẩn bị, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Sở Trần và Tống Nhan cùng nhau đi dạo dọc Tống Hồ. Tống Nhan không để ý, Sở Trần khẽ lay động lòng bàn tay, sau lưng liền có một con rắn thần đi theo. Con rắn thần này đã nằm dưới sự kiểm soát của Sở Trần. Sở Trần ngẩng đầu nhìn, Diệp Thiếu Hoàng đang đi về hướng này, còn có Tống Thiên Dương cùng những người khác. Diệp Thiếu Hoàng cũng chú ý tới Sở Trần, bước chân dừng lại, trong sâu thẳm đáy mắt thoáng qua sự lạnh lùng. Diệp Thiếu gia, Sở Trần cười nói, chào mừng đến với nhà họ Tống. Một lời nói nghe khá quen tai. Tối hôm qua, Diệp Thiếu Hoàng đón Sở Trần vào khách sạn Hoàng Đinh với thái độ danh mãnh và giọng điệu vui đùa. Diệp Thiếu Hoàng kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần. Diệp Thiếu gia, thư phòng của lão gia tử nhà chúng ta ở biệt thự trước mặt. Tô Nguyệt nói nhanh, đồng thời đối với Sở Trần ánh mắt hung hãn, nếu không phải Diệp Thiếu Hoàng vẫn còn ở đây, cô sẽ nhìn không được mà chỉ trích, tuy rằng Sở Trần đã ký hợp đồng, nhưng nếu nhà họ Tống có thể hợp tác với nhà họ Hạ, cũng có thể nhận được sự hậu thuẫn của nhà họ Diệp, cũng chỉ quanh quẩn trong gang tấc mà thôi. Diệp Thiếu Hoàng tiến lên hai bước, đột nhiên dừng lại. Nhìn Sở Trần, gần đến mùa thu rồi. Bên ngoài có gió, đừng tùy tiện đi ra ngoài. Cảm ơn Diệp Thiếu gia quan tâm. Sở Trần quét qua góc tường. Con rắn đã tới gần, hồ tống ướt, mặt đất trơn trượt, Diệp Thiếu gia đi thong thả.
ánh mắt người nhà họ Tống không khỏi nhìn Sở Trần một cách kỳ quái. Bọn họ đều biết ý tứ trong lời nói của Diệp Thiếu Hoàng, đang uy hiếp Sở Trần, nhưng Sở Trần thật sự đáp lại, có chút buồn cười. Cậu thật sự là không thể thay đổi bản tính ngốc nghếch của mình. Chu Kiếm vừa đến nhà họ Tống vào lúc này, chế nhạo liếc mắt nhìn Sở Trần, thậm chí không nghe thấy giọng nói đứt quãng của Diệp Thiếu Gia. Diệp Thiếu Gia, phía xa nhìn thấy mấy bóng người. Khi bước tới, Tống Mục Dương cười như gió xuân, Diệp Thiếu Gia đến sớm như vậy, cũng không cho người thông báo. Thật sự cũng không có tiếp đón từ xa. Tống Nhan nhíu mày, không biết chú hai tới đây là có ý gì, hơn nữa còn có ý tứ hàm xúc. Tôi sẽ đến thăm lão gia tử trước, sau đó sẽ đi uống rượu với Tống Nhị gia. Diệp Thiếu Hoàng cười đáp, Tống Thiên Dương sắc mặt hơi thay đổi. Lời nói của Diệp Thiếu Hoàng đã tiết lộ không ít thông tin. Lão gia tử Tống Trường Thanh nở nụ cười thật tươi, Diệp Thiếu gia, mời vào trong. Diệp Thiếu Hoàng gật đầu, lão gia tử gọi cháu là Thiếu Hoàng là được rồi. Nhân tiện, Tống Nhị gia, chúng ta hãy nói về sự hợp tác của chúng ta trong thư phòng luôn đi. Được rồi, xin mời. Tống Mục Dương đáp lại bằng một nụ cười. Phía sau, Tống Khánh bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần, mang theo vẻ mong đợi. Anh hai nói, Linh Xà đã lẻn vào phòng Sở Trần. Hắn mong chờ một tiếng hét thất thanh từ phòng Sở Trần vào đêm nay. Thiên Dương, các người về trước đi. Tống Trường Thanh xua tay nói, lần này, cháu thực sự phải cảm ơn Mục Dương. Tối hôm qua ngoài ý muốn phát sinh nhiều sự việc, Mục Dương vẫn luôn nỗ lực. Cuối cùng cũng dùng thành ý đả động Diệp Thiếu Gia, Diệp Thiếu Gia đồng ý khởi động lại tam phương hợp tác, nhưng Mục Dương sẽ chịu trách nhiệm thay mặt nhà họ Tống. Tống Thiên Dương đám người trong lòng đều trùng xuống. Tống Nhan cuối cùng cũng hiểu được ý định của Diệp Thiếu Hoàng, hỗ trợ Tống Mục Dương và đả kích Tống Thiên Dương. Hắn ta đến để thể hiện sự uy nghiêm của mình. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể dễ dàng ủng hộ Tống Mục Dương, để cho Tống Thiên Dương mất đi vị trí gia chủ của nhà họ Tống. Tống Khánh Bằng và Sở Trần đi ngang qua nhau, đột nhiên dừng lại, Sở ngu ngốc, tao chúc mày ngủ ngon đêm nay. Ánh mắt Sở Trần rơi vào trên người Tống Khánh Bằng. Đây là ám chỉ con rắn thần của phái Hắc Ám muốn chui lên giường của mình. Chẳng lẽ là hắn ta? Sở Trần nhìn chằm chằm bóng lưng đám người liếc mắt một cái, sau đó xoay người nở nụ cười, vợ, chúng ta trở về ăn cơm đi. Mày còn có tâm trạng này? Chu Kiến nhìn chằm chằm Sở Trần cười nhạo. Diệp Thiếu Gia giao dự án này cho chú hai. Đối với chúng ta mà nói còn ảnh hưởng hơn cả việc hủy bỏ hợp tác ba bên. Tống Tình giọng nói sắc bén tức giận. Gia đình chúng ta sẽ sớm một bước khó đi. Tống Tình là người phụ nữ đã gả đi, công việc kinh doanh của gia đình cô ấy gần như gắn liền với nhà họ Tống. Tống Thiên Dương bị đàn áp thì gia đình cô ta sẽ không khá hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Tô Nguyệt đầy lo lắng. Bây giờ... ta chỉ có thể hy vọng rằng việc hợp tác với nhà họ Hạ sẽ tạo ra bước đột phá lớn. Tống Thiên Dương hít một hơi thật sâu. Bước chân đột ngột thế này của Diệp Thiếu Hoàng khiến ông mất cảnh giác. Tống Nhan thần sắc nghiêm túc và cảm thấy rất nhiều áp lực. Mấy người vừa mới đi được vài bước, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh khủng. Người nhà họ Tống lần lượt quay đầu lại, nhìn về phía trước mặt một biệt thự cách đó không xa. Âm thanh là của Diệp Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu gia, không phải là bị đánh ư? Sở Trần buột miệng hỏi, Tống Nhan không khỏi liếc hắn một cái, thật cho rằng mọi người trong nhà họ Tống đều có cái lá gan như của hắn. Mọi người bước tới, Diệp Thiếu Hoàng ngã xuống đất đau đớn thống khổ vô cùng, thân mình cuộn tròn, kịch liệt run rẩy, sắc mặt đau đến tối sầm lại. Tiếng hét thật chói tai, Diệp Thiếu gia, vẻ mặt của Tống Mục Dương thay đổi, hắn hoảng sợ nhìn Diệp Thiếu Hoàng đang đột nhiên lăn lộn trên mặt đất. Tống Khánh Bằng choáng váng. Anh nhìn thấy dưới chân của Diệp Thiếu Hoàng, con rắn nhỏ màu đen đang từ từ trượt xuống, rắn. Tống Khánh Bằng kêu lên một tiếng, xoay người liền rời đi. Con rắn thần của anh hai hắn thế mà bất ngờ cắn Diệp Thiếu Hoàng. Bắt lấy con rắn đó, Tống Trường Thanh lúc này cũng có phản ứng, thở ra một hơi, đồng thời nhanh chóng cho người gọi điện thoại cấp cứu. Diệp Thiếu Hoàng là ai? Hiện giờ anh ta là người thừa kế duy nhất của dòng họ Diệp ở Thiên Thành. Nếu xảy ra chuyện gì không hay trong nhà họ Tống sẽ tai họa ngập đầu. Con rắn đen không bị bắt, tiếng hét đau đớn của Diệp Thiếu Hoàng vẫn tiếp tục vang lên. Các người sao lại bất cẩn như vậy, như thế nào lại để Diệp Thiếu gia bị rắn cắn? Sở Trần đi tới, liếc nhìn Tống Mục Dương. Tống Mục Dương sắc mặt đại biến. Nếu ai phải là người chịu trách nhiệm về chuyện này, thì đó chắc hẳn là ông ta. Nếu không, chẳng lẽ trách lão gia tử sao?
Tống Mục Dương thầm rên rỉ trong lòng, hôm nay nhận được cơ hội trời cho này, Diệp Thiếu Hoàng không ngờ lại bị rắn cắn. Ở biệt thự đối diện với Tống Hồ, Tống Khánh Bằng sắp thở không nổi, anh hai, việc lớn không tốt rồi, con rắn của anh lại đi cắn Diệp Thiếu gia. Cửa mở ra, Tống Khánh Hạc cau mày bước ra ngoài, làm sao vậy? Em trai à, em nhìn rõ không? Rõ ràng, Tống Khánh Bằng lo lắng, Diệp Thiếu gia lại bị rắn cắn khi ở cùng chúng ta. Hiện tại anh ta đang nằm trên mặt đất không dậy nổi. Anh hai, anh mau đi qua đó đi, nhanh chóng đưa cho Diệp Thiếu gia thuốc giải. Tống Khánh Hạc nhíu mày, nếp nhăn càng thêm chặt, không được, nếu lúc này anh đi qua giải độc, chẳng phải là anh thừa nhận với Diệp Thiếu gia rằng con rắn của anh đã cắn anh ta sao? Giờ em phải làm gì? Tống Khánh Bằng đã rất bối rối. Con rắn thần của anh không có độc. Sau 3 ngày tê liệt, liền có thể bình phục. Tống Khánh Hạc nghiêm nghị nói, còn có ai ở đó nữa? Tống Khánh Hạc không hiểu sao rắn thần đột nhiên cắn Diệp Thiếu Hoàng. Ông nội, cha, em, mọi người đang đi tới thư phòng để thảo luận chuyện hợp tác. Tống Thanh Tư muốn khóc không ra nước mắt, ai biết, Linh Xà liền, đúng rồi, Tống Thiên Dương bọn họ một nhà cũng ở đó từ đầu, bao gồm cả Sở Trần trong đó. Chỉ là bọn họ vừa rời đi, con rắn thần đã tấn công ngay Diệp Thiếu Hoàng. Vẻ mặt của Tống Khánh Hạc cũng đăm chiêu, chẳng lẽ con rắn thần đi theo Sở Trần, cuối cùng lại làm bị thương Diệp Thiếu Hoàng. Hắn ta tư chất ngu dốt, tuy bái nhập Hắc Phu Nhất Phái nhưng chỉ biết lướt qua lớp da lông mà thôi. Hắn ta ngay cả việc con rắn thần của mình đã bị Sở Trần điều khiển cũng không hay biết. Cả gia đình nhà họ Tống hỗn loạn, Diệp Thiếu Hoàng không thể chịu đựng được cơn đau thấu tim nên đã hôn mê bất tỉnh. Chúng ta không thể để cho Diệp Thiếu gia hôn mê được, nếu cậu ấy không tỉnh lại thì sao? Sở Trần rất lo lắng, tự mình bước tới gần Tống Hồ, hắn cởi giày ra, đổ đầy nước vào rồi chạy trở lại, hướng đầu của Diệp Thiếu Hoàng đổ xuống. Những người xung quanh ngẩn người, từng người một đều choáng váng, cứu người cũng giống như chữa cháy vậy, các người không thể cơ trí hơn một chút sao? Sở Trần nhìn Diệp Thiếu Hoàng lại mở mắt ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong tay vẫn còn cầm giày, thấy Diệp Thiếu Hoàng trong mắt mở lớn trợn to hai mắt mà nhìn hắn. Sở Trần cười nhẹ, đừng cảm ơn tôi tuy rằng đối với anh không có hảo cảm, nhưng tôi không thể cứ nhìn anh chết ở nhà họ Tống. Không biết vừa rồi là loại rắn gì, sơ sẩy có khi còn mất mạng, sẽ cho người bị cắn thất khiếu chảy máu mà chết, nghe nói còn có một loại rắn, khi cắn thì đau thấu tim, ê ẩm cả người. Cơ thể sẽ bị tê liệt, cuối cùng thất khiếu sẽ chảy máu, Diệp Thiếu Hoàng lại ngất đi một lần nữa. Ngoại trừ thất khiếu chảy máu, những thứ khác hắn đều đã cảm nhận thấy tình trạng như Sở Trần nói. Bất đắc dĩ, Sở Trần lại quay người đi về phía Tống Hồ, lại lấy một chiếc giày đầy nước khác tạt vào mặt Diệp Thiếu Hoàng. Sở Trần, Tống Mục Dương mắng, cậu định làm gì? Diệp Thiếu gia đã ngất đi như thế này, cậu sẽ chịu trách nhiệm sao? Tống Nhị gia, Sở Trần ngẩng đầu. Tống Mục Dương thân thể chấn động, không dám nói lời nào. Không thể không nói rằng chiêu thức của Sở Trần rất hiệu quả, thế là Diệp Thiếu Hoàng lại tỉnh lại. Nhưng mà, nhìn đôi giày trong tay Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng liền cảm thấy cảm giác buồn nôn không chịu được. Tối qua anh ta bị thùng rác đập vào mặt, hôm nay bị giày tạt nước vào mặt. Cả đời Diệp Thiếu Hoàng chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như vậy, nhưng tình huống trước mắt hắn vẫn không thể làm gì được. Diệp Thiếu Hoàng đau đớn không giảm chút nào. Lại lăn lộn trên mặt đất. Sở Trần lùi lại một khoảng, Tống Thu đứng bên cạnh anh ta. Không phải chỉ là bị rắn cắn thôi sao, cần gì quá mức khoa trương như vậy. Tống Thu trầm giọng lẩm bẩm. Trước đây Tống Thu luôn cảm thấy nhà họ Diệp già trẻ lớn bé đều ở trên cao, con cưng của trời, kỳ tài trong giới kinh doanh. Nhưng tối hôm qua, cậu nhìn thấy Sở Trần đè Diệp Thiếu Hoàng xuống đất đánh một cách thô bạo, bây giờ, lại nhìn thấy Diệp Thiếu Hoàng lăn lộn trên mặt đất thảm hại. Tống Thu thậm chí cảm thấy khinh thường trong lòng. Cậu đang cảm thấy anh ta thua kém anh rể của cậu đúng không? Sở Trần khoác vai Tống Thu. Tống Thu liếc nhìn anh ta. Ngược lại, cậu vẫn còn chưa thấy đâu. Xe cấp cứu lao tới, mang cáng vào và đưa Diệp Thiếu Hoàng ra khỏi nhà họ Tống. Thiên Dương, Mục Dương, hai người đi theo xe cấp cứu cho tôi, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo cho lại. Vẻ mặt Tống Trường Thanh nghiêm nghị. Diệp Thiếu Hoàng. Hy vọng đừng có xảy ra tai nạn ở nhà họ Tống. Cổng vào biệt thự của nhà họ Tống bỗng trở nên vắng vẻ. Vợ à, bây giờ chúng ta có thể trở về ăn cơm rồi. Sở Trần đi giày vào, tiện thể, anh đã thay giày rồi, vừa rồi anh rất vội để cứu người. Anh còn không quan tâm đến đôi giày của mình, không biết Diệp Thiếu Hoàng có cảm tạ ân đức cửu mạng hay không.
Tống Nhan, cô chỉ biết nếu Diệp Thiếu Hoàng không sao, việc đầu tiên của anh ta chính là báo thù Sở Trần. Sau một loạt sỉ nhục đã gây ra cho hắn, Tống Nhan không khỏi cảm thấy Sở Trần giống như kẻ thù không đội trời chung của Diệp Thiếu Hoàng. Sau bữa tối, Tống Nhan tiếp tục đọc tư liệu, người phụ trách của nhà họ Hạ, Hạ Ngôn Hoan đã liên lạc với cô và bọn họ sẽ gặp nhau vào ngày mai. Tống Nhan càng cảm thấy lo lắng, cô đã từng nghe đến tên của Hạ Ngôn Hoan, nhân vật có uy danh hiển hách trong giới kinh doanh của Dương Thành. Việc ông ta thay mặt nhà họ Hạ chịu trách nhiệm về sự hợp tác này, có thể thấy rằng, nhà họ Hạ thực sự coi trọng sự phát triển thị trường của Thiền Thành, không chỉ là để Hạ Bắc trải nghiệm. Sở Trần, ngày mai anh có đi cùng tôi không? Tống Nhan không khỏi thốt lên, dù sao Sở Trần và Hạ Bắc cũng có quan hệ không tệ, trong lòng cô cũng chắc chắn hơn một chút. Nhà họ Tống về ngành dược thực sự không có thế mạnh. Sở Trần cười, em đây là chính thức thuê anh làm thư ký nam của em sao? Tống Nhan sửng sốt, khịt mũi, cho dù anh là nam thư ký của tôi, vẫn còn tốt hơn cả ngày ở nhà may may vá vá. Di động Sở Trần bỗng vang lên, Hạ Thiếu Gia, Sở Trần kinh ngạc, hôm nay hắn vừa mới lưu số điện thoại của Hạ Bắc. Sở Trần, đến quán Ba Thiên Hào đi, tôi có chút việc. Hạ Bắc vội vàng cúp điện thoại. Sở Trần giật mình, Hạ Thiếu Gia có việc gì mà tìm anh vậy? Tống Nhan nhìn không được hỏi một tiếng. Sở Trần thành thật trả lời. Tống Nhan nhíu mày, một lúc sau, lắc đầu nói, anh không được đi ra ngoài. Những gì Diệp Thiếu Hoàng hôm nay nói ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần anh bước ra khỏi nhà họ Tống, nhất định sẽ bị anh ta để mắt tới. Bất quá, Hạ Thiếu Gia có việc, anh không thể từ chối. Sở Trần đứng dậy cười nói, dù sao thì anh cũng là nam thư ký mới được bổ nhiệm. Phải có trách nhiệm thay bà xã đại nhân chia sẻ áp lực, đêm nay đi hầu hạ tốt Hạ Thiếu Gia, ngày mai em cùng đại biểu của nhà họ Hạ gặp mặt cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tống Nhan đồng tử mở to một chút, nhìn Sở Trần. Hầu hạ Hạ Thiếu Gia, Tống Nhan cảm thấy da đầu tê dại, vừa nghĩ đến hôm nay Sở Trần còn nắm tay cô liền muốn đi rửa tay thêm vài lần. Đừng lo lắng, Diệp Thiếu Hoàng có chuyện, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm bệnh viện, không có ai có thời gian nhìn vào nhà họ Tống đâu. Sở Trần bước xuống lầu. Sở Trần, Tống Nhan còn muốn nói. Bà xã đừng lo lắng, anh sẽ về nhà đúng giờ, trước 12 giờ anh về. Sở Trần đã bước xuống lầu. Tống Nhan sững sờ, cô có nói, muốn Sở Trần về nhà đúng giờ sao? Sở Trần đi dạo bên ngoài dọc theo Tống Hồ, dưới ánh trăng, đi lướt qua bãi cọc mai hoa thung. Sở Trần trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không có tiếng chiêng trống vang lên, một con sư tử đang nhảy múa trên mai hoa thung. Xem ra chuyện của Diệp Thiếu Hoàng đã gây ra không ít rắc rối. Sở Trần tự lẩm bẩm. Sau khi Diệp Thiếu Hoàng thất thủ, Sở Trần ở trong biệt thự, vẫn là không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ việc Tống Thu chạy ra ngoài tập múa sư tử vào ban đêm, có thể thấy nhà họ Tống đã phải chịu rất nhiều áp lực. Tiểu Thu, cậu có muốn anh rể chỉ điểm cho cậu không? Sở Trần bước tới, Tống Thu đứng trên mai hoa thung, gỡ đầu sư tử, cong môi, anh hiểu hành tam lễ. Thỉnh kim lễ, gõ bốn môn, dẫm thất tinh, đạp bát quái sao. Tuy rằng anh không hiểu, nhưng anh có thể dạy cậu thắng. Sở Trần nghiêm túc nói. Tống Thu nhảy xuống, trời đã khuya, anh còn đi đâu vậy? Hạ Thiếu Gia mời anh đến quán Ba Thiên Hào, cậu có đi không? Sở Trần nhìn Tống Thu, thật vui nếu có tài xế miễn phí thế này. Anh còn dám ra ngoài. Tống Thu mở to mắt, sau đó trầm giọng nói, anh có biết sau khi Diệp Thiếu Hoàng vào bệnh viện? Hắn đã bị cô lập khỏi chúng ta, hiện tại chúng ta không có tin tức gì về Diệp Thiếu Hoàng không? Theo tin tức tôi nghe ngóng được, nhà họ Diệp hiện rất tức giận, không ít sản nghiệp của nhà họ Tống đều bị đả động, bây giờ ngay cả ông nội cũng đau đầu, anh ngược lại vẫn dám đi ra ngoài thì không sợ, ngay cả lũ ngốc tối qua còn không làm được gì tôi không có sợ đâu. Sở Trần biết Tống Thu không có ý định đi ra ngoài, vẫy tay rồi tự mình bước ra ngoài. Tống Thu choáng váng. Chuyện đề cử, cậu không ngờ rằng Sở Trần thật sự dám bước ra khỏi cửa nhà họ Tống. Cho dù là có Hạ Thiếu Gia che chở, Tống Thu lẩm bẩm, nhưng dù sao đây cũng là Thiền Thành, thế lực của nhà họ Diệp quá lớn. Sở Trần lên xe đi thẳng đến quán Ba Thiên Hào. Ngay khi Sở Trần vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Tống, tung tích của Sở Trần đã được báo cho Diệp Thiếu Hoàng. Trong bệnh viện, Diệp Thiếu Hoàng đang được châm một cây kim giảm đau, khuôn mặt không còn giọt máu vì cơn đau dữ dội. Có một người phụ nữ trung niên đang chăm sóc hắn, chính là mẹ của Diệp Thiếu Hoàng. Thông báo cho Vinh Đông, đêm nay tao muốn phế bỏ hết tay chân của Sở Trần. Diệp Thiếu Hoàng nghiến răng,
sắc mặt tái nhợt vô cùng gớm ghiếc. Mẹ Diệp Thiếu Hoàng lộ vẻ lo lắng, bà chưa bao giờ thấy Diệp Thiếu Hoàng thê thảm như vậy, Hoàng Nhi, cái tên con rể ngốc nhà họ Tống này rốt cuộc đã làm gì? Thứ mà con cực kỳ ghét bỏ, cho dù có phế hết năm chi của hắn cũng không làm còn giải hận, ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng lóe lên tia hận ý. Nếu không phải Sở Trần, hôm nay hắn cũng không cần đến nhà họ Tống, sẽ không bị rắn độc cắn. Cho đến giờ, bác sĩ vẫn không tìm ra chất độc, nhưng cơn đau dữ dội trên cơ thể vẫn kéo dài. Diệp Thiếu Hoàng cảm thấy mình phát điên bất cứ lúc nào. Thậm chí còn có sự sợ hãi trong đôi mắt giận dữ. Hắn thực sự lo lắng về việc chảy máu từ thất khiếu của mình, trong quán Ba Thiên Hào, căn phòng VIP, nơi có cách âm vô cùng tốt, ở trong này không thể nghe thấy tiếng âm thanh sôi động bên ngoài. Trong phòng có 5 người, 3 nam 2 nữ, trong đó có một người, chính là thiếu gia thứ 3 của nhà họ Hạ, Hạ Bắc. Nào, tôi sẽ kính một ly nữa cho anh Ngọc Hải. Một trong số những người đàn ông trẻ tuổi nâng ly, em không gặp anh đã 3 năm rồi, đêm nay phải không say không nghỉ. Em cũng chúc Kim Than Thành khai trương thành công rực rỡ sau 5 ngày nữa. Hoàng Ngọc Hải, chính là con cháu dòng chính của thiên hạ đệ nhất giàu có nhà họ Hoàng ở Thiên Thành. Anh ta mặc bộ đồ đen, với đôi mắt sắc lạnh, tay nâng ly chúc mừng với nụ cười. Trong ngày lễ long trọng này còn có sự kiện đặc sắc tỉnh sư đoạt thanh, chúng ta có thể thưởng thức thật tốt vào lúc đó. Anh Ngọc Hải không nên bỏ lỡ cơ hội kiếm lời thật tốt như vậy. Người phụ nữ bên cạnh nói, cô gái này có dáng người nóng bỏng, đôi chân thon thả khiến người thanh niên bên cạnh không ngừng nhìn trộm. Hoàng Ngọc Hải cười đắc ý và nhìn Hạ Bắc, Hạ Bắc, anh có hứng thú không? Hoàng Ngọc Hải và Hạ Bắc vốn là bạn cũ với nhau. Đương nhiên là tôi có hứng thú với việc kiếm tiền. Dù sao thì gần đây tôi cũng sẽ thường xuyên ở Thiền Thành. Ánh mắt Hạ Bắc lóe lên, do dự một chút, không khỏi thấp giọng nói, nếu lão gia tử của anh biết là anh dùng buổi lễ thải thanh để kiếm tiền, liệu có tức giận không? Tôi sẽ mở điểm cá cược, buổi lễ sẽ tiến hành theo lịch trình. Hai cái này không liên quan đến nhau. Hoàng Ngọc Hải nói, tôi lần này về nhà cũng sẽ không ở lại lâu. Tôi sẽ rời đi trong 10 ngày 8 ngày. Anh Ngọc Hải, mấy năm nay anh rất ít khi trở về. Anh đã ở đâu? Người thanh niên tò mò, hắn chính là Trương Hạo, con trai của chủ quán Ba Thiên Hào. Học một chút đồ, Hoàng Ngọc Hải cười thần bí, đứng thẳng người, cầm ly rượu, có loại cảm giác trên cao nhìn xuống, tài trí hơn người. Trương Hạo không khỏi hai mắt sáng lên, anh Ngọc Hải, biểu diễn cho chúng em xem một ít đi. Miệng Hoàng Ngọc Hải khẽ nhếch lên, trong tay anh lấy ra một tờ giấy bùa màu vàng, có tin hay không, trước tiên tôi sẽ dùng tờ giấy bùa này chiết thành một người giấy, sau đó viết ra ngày tháng năm sinh của một người, tôi ngay lập tức có thể khống chế hành động của hắn. Lời nói vừa dứt, mấy người trong phòng không khỏi cảm thấy một loại rùng mình. Trương Hạo trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, đây, là thật sao? Cũng quá huyền bí đi, tôi có thể biểu diễn cho mọi người xem. Ánh mắt của anh lướt qua, hai người con gái trong phòng đều là con cháu của gia đình giàu có ở Thiền Thành. Họ có quan hệ tốt với anh ta từ 3 năm trước, họ hẹn nhau đi uống rượu tối nay. Bất quá, mối quan hệ giữa hai bên chỉ dừng lại ở mức cùng uống rượu với nhau. Hoàng Ngọc Hải rất tự tin, với những thủ đoạn mà anh ấy đã học được, muốn bắt đối phương làm tù binh, dễ như trở bàn tay. Hoàng Ngọc Hải nhanh chóng làm một người đàn ông bằng giấy bùa hộ mệnh. Hắn ngẩng đầu lên đảo qua, còn thiếu một cái ngày sinh. Trong phòng, không ai dám báo ngày sinh của mình. Đúng rồi, Hạ thiếu gia, không phải anh định giới thiệu cho chúng tôi một người bạn mới quen sao? Trương Hạo nói, anh ta là ai? Cậu ấy tên là Sở Trần. Hạ Bắc nói, con rể nhà họ Tống, chắc là đã đến đây rồi. Sở Trần, một cô gái khác im lặng nãy giờ trong tiềm thức thì thầm, chính là tên con rể ngốc nghếch nhà họ Tống kia sao? Cô gái này tên là Diệp Bối, là người nhà họ Diệp, cô ta là em họ của Diệp Thiếu Hoàng. Lông mày của Hạ Bắc khẽ nhướng lên, vừa định mở miệng, cửa phòng đã được đẩy ra. Một người phục vụ dẫn Sở Trần vào. Nhà họ Tống, con rể. Trước khi Hoàng Ngọc Hải rời khỏi Thiền Thành, anh cũng đã nghe nói đến con rể nhà họ Tống. Đến rất đúng lúc, Hoàng Ngọc Hải trực tiếp nói, báo lên ngày sinh của cậu đi. Vừa dứt lời, Sở Trần liền sững sờ. Trong lần gặp đầu tiên, một số người báo tên họ, những người khác báo cáo biệt danh của họ, thậm chí một số báo tuổi của họ. Chưa nghe nói về, báo ngày tháng sinh tháng đẻ. Bệnh thần kinh, Sở Trần buột miệng, trong phòng im lặng, trong lòng Hạ Bắc không khỏi run lên, anh ta đã quen Hoàng Ngọc Hải mấy năm. Đối với tính tình của Hoàng Ngọc Hải anh ta rất rõ ràng, trong mắt hắn ta không có lấy một nửa hạt cát.
Đặc biệt, trước mặt phụ nữ càng có khát khao thể hiện. Lấy thân phận của hắn, không ai trong thiền thành dám nói lời thô lỗ với hắn. Sở Trần một tiếng bệnh thần kinh, có lẽ là câu nói nặng nhất mà Hoàng Ngọc Hải từng nghe trong đời. Nhìn thấy Hoàng Ngọc Hải sắc mặt lập tức ảm đạm, Hạ Bắc lập tức đứng lên cười nói, Sở Trần, cậu rốt cục đã tới, giới thiệu với cậu đây là Hoàng Thiếu Gia, Hoàng Ngọc Hải. Sở Trần gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt không thay đổi của Sở Trần, Hạ Bắc rất ngạc nhiên, anh biết rất rõ Sở Trần không phải kẻ ngốc, khi biết được thân phận của đối phương mà cậu ta lại rất bình tĩnh. Hạ Bắc không biết, Sở Trần trong lòng có thêm một lời, hóa ra Thiếu Gia nhà họ Hoàng là một kẻ mất trí. Tôi nói, báo ngày sinh của cậu ra đây. Giọng nói của Hoàng Ngọc Hải trở nên có chút lạnh lùng. Sở Trần nhướng mày, vừa định nói, nhưng bị cái nháy mắt của Hạ Bắc ngăn lại. Ngọc Hải, Sở Trần là đối tác và cũng là bạn của tôi. Hạ Bắc nói, Hoàng Ngọc Hải ánh mắt không tốt, Tiểu Bắc, không phải là tôi không cho anh mặt mũi, nhưng mà tên con rể nhà họ Tống này, xem ra rất là điên cuồng. Không biết có phải điên cuồng, hay vẫn là tên ngốc. Trương Hạo trêu chọc, tối hôm qua tôi cũng nghe nói chuyện xảy ra trong khách sạn Hoàng Đình. Diệp Bối Giai nhướng mày cười nhẹ, bữa tối sinh nhật của Tam tiểu thư nhà họ Tống vang dội đến cả thành phố. Rốt cuộc buổi lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu thì đã kết thúc, trở thành trò đùa của cả thành phố, mà con rể nhà họ Tống. Diệp Bối Giai liếc nhìn Sở Trần, anh thật may mắn dù cho đã xúc phạm thiếu gia của tập đoàn Vinh Thị mà anh vẫn bình an vô sự. Thật sao, Vinh Thị? Gia đình đó nổi tiếng là hung dữ, người phụ nữ có đôi chân mảnh mai cũng lên tiếng. Cô gái này họ Bạch tên là Hỷ Nguyệt. Hạ Bắc hạ giọng với Sở Trần và nhanh chóng kể lại những gì Hoàng Ngọc Hải vừa nói. Sở Trần lập tức nhìn lá bùa nhỏ trong tay Hoàng Ngọc Hải. Anh ngạc nhiên là chỉ trong vòng một ngày, anh đã chạm trán với hai thủ đoạn của Hắc Phu nhất phái. Hắc Phu Linh Xà, Hắc Phu Tiểu Nhân, tuy nhiên, nó lại không xuất thủ từ cùng một người. Dù gì người đàn ông trước mặt cũng là thiếu gia nhà họ Hoàng, giàu có số một ở Thiền Thành, nên sẽ không đến nỗi lén lút dùng thủ đoạn Hắc Phu Linh Xà để đối phó anh ta. Tôi thật muốn cho Tiểu Bắc một chút thể diện. Hoàng Ngọc Hải chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chăm Sở Trần, trong nháy mắt sắc bén, báo sinh nhật của cậu, tôi sẽ không truy cứu câu cậu vừa nói. Lá bùa tiểu nhân, khống chế hành động. Sở Trần cười, hóa ra là như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ tin những chuyện thần bí như vậy. Hoàng Thiếu Gia nếu muốn thể hiện, tôi đương nhiên không dám không đáp ứng. Sở Trần đem ngày sinh tháng đẻ của mình nói ra. Đối với những người ở Kỳ Môn, ngày sinh là một điều đại cấm kỵ. Không ai sẽ tiết lộ nó một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà, Sở Trần hoàn toàn không đem Hoàng Thiếu Gia trước mặt để vào mắt. Khóe miệng Hoàng Ngọc Hải khẽ nhếch lên. Hắn nói sẽ không truy cứu. Nhưng mà, một khi Hắc Phu Tiểu Nhân thi triển ra, hắn muốn Sở Trần quỳ xuống. Sở Trần cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn. Ánh mắt của vài người trong phòng rơi vào trên người của Hoàng Ngọc Hải. Sở Trần ngồi ở bên cạnh Hạ Bắc, buổi tối anh gọi tôi ra ngoài, phải chăng chỉ là để xem Hoàng Thiếu Gia này giả ma giả quỷ. Sở Trần tuy rằng hạ giọng, nhưng lúc này toàn bộ phòng yên tĩnh nên mọi người đều có thể nghe thấy. Trương Hạo ánh mắt lạnh lẽo, con rể nhà họ Tống quả thực không biết tốt xấu. Khóe miệng Hạ Bắc cũng khẽ giật giật. Xem ra đêm nay Sở Trần thật sự không nên đến đây. Anh ta không có nhiều bạn ở Thiền Thành, chỉ có một số ít, và cũng chỉ quen biết hời hợt, bao gồm cả Hoàng Ngọc Hải. Tại phòng rượu tối nay, hắn vốn là muốn dẫn Sở Trần đến giới thiệu để có thêm vài người bạn, nhưng không ngờ hiện tại lại phản tác dụng. Hoàng Ngọc Hải đã viết sẵn 8 ký tự ngày sinh của Sở Trần trên lá bùa tiểu nhân, hắn lạnh lùng nhìn Sở Trần, trong tay đã có một cây kim sắc màu bạc. Bầu không khí trong phòng đột nhiên đông cứng. Một tia tà ác lóe lên trong mắt Hoàng Ngọc Hải. Hắc Phu Tiểu Nhân, con người bị khống chế, đối tượng càng gần phạm vi thi triển, hiệu quả càng cao. Sở Trần liền ở ngay trước mặt, chính mình nếu muốn hắn ta nằm xuống, hình ta sẽ không bao giờ đứng lên. Sau khi bái nhập Hắc Phu nhất phái, Hoàng Ngọc Hải có cảm giác bản thân đã vượt trội hơn người thường, trong mắt hắn, Hạ Bắc không đủ để ngồi ngang hàng với hắn. Sở Trần, quỳ xuống. Giọng nói của Hoàng Ngọc Hải đột nhiên vang lên. Đồng thời, hai cây kim bạc trong tay hắn cùng lúc xuyên qua đầu gối của tên người giấy. Bá bá bá, mọi người đều nhìn Sở Trần. Thời gian như đóng băng cùng một lúc, trong lòng Hạ Bắc cũng đột nhiên hoảng hốt, tuy rằng loại lễ vật này rất thần bí, nhưng Hạ Bắc cũng đã từng nghe nói qua. Một lúc sau, Sở Trần đặt ly rượu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Hoàng Ngọc Hải, thực xin lỗi Hoàng Thiếu Gia, tôi không giúp được gì rồi.
vẻ mặt của mấy người trong phòng không khỏi quá dị. Màn biểu diễn của Hoàng Ngọc Hải thất bại rồi. Nếu thân phận của Hoàng Ngọc Hải và Sở Trần được đổi cho nhau, hẳn sẽ có tiếng cười lớn trong phòng vào lúc này. Hoàng Ngọc Hải đồng tử co rút lại, đột nhiên đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm Sở Trần, lại đột nhiên cắm vào kim quang màu bạc, Sở Trần, quỳ xuống. Vẻ mặt Sở Trần có chút xấu hổ, Hoàng thiếu gia, nếu không, nếu anh thay đổi cái yêu cầu, tôi sẽ cố gắng hết sức hợp tác. Sắc mặt những người trong phòng riêng không khỏi co giật, làm sao có khả năng? Hoàng Ngọc Hải tự lầm bẩm một mình, lại đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Trần, trong mắt lóe lên tia tức giận, ngày sinh mà cậu đưa ra hẳn là giả. Tất cả mọi người đều sửng sốt, hừ, Sở Trần tên này, mày còn dám nói dối Hoàng thiếu gia sao? Trương Hạo là người đầu tiên đứng lên, bộ dạng uy nghiêm, phía sau bao bọc quán ba Thiên Hạo chính là nhà họ Hoàng, mày có tin hay không, nếu không phải vì nể mặt Hạ thiếu gia, mày đã ở trên mặt đất rồi. Lúc này, vẻ mặt Hạ Bắc trở nên ảm đạm, anh ta lạnh lùng đứng lên, chuyện tối nay, tôi thay mặt Sở Trần có lời xin lỗi. Xin lỗi chúng ta không thể tiếp tục ở lại. Trong lòng Hạ Bắc, Sở Trần là bạn của anh. Nếu là ở Dương Thành, Hạ Bắc đã phát điên rồi. Nhưng đây là quán ba Thiên Hào, địa bàn của đối phương, Hạ Bắc chỉ có thể nuốt hận vào trong lòng. Chờ một chút, Hoàng Ngọc Hải lắc đầu, Tiểu Bắc, tôi chỉ là yêu cầu Sở Trần cho biết ngày sinh thật của cậu ấy. Sao anh lại nói là giả? Sở Trần nhấc lên, chỉ vì tôi không quỳ theo hiệu lệnh của anh sao? Thật nực cười, lúc trước tôi đã nói rồi, đây là giả thần giả quỷ. Có phải hay không, cậu khai đúng ngày tháng sinh của mình, không phải là được hay sao? Hoàng Ngọc Hải càng ngày càng chắc chắn là được Sở Trần nói dối về ngày tháng năm sinh. Đây chính là ngày tháng sinh của tôi. Sở Trần nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Hải không lộ ra vẻ nhu nhược. Nếu Hoàng thiếu gia không tin, anh có thể thử với người khác đi. Nói không chừng sẽ có người nguyện ý làm theo đó. Càn rỡ, Trương Hào ném ly rượu trong tay xuống đất, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Trần. Đây là thái độ nói chuyện với anh Ngọc Hải sao? Cửa phòng riêng bị đẩy ra, vài người chạy vào, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Trần. Chỉ cần Trương Hào nói một câu, bọn họ lập tức đánh Sở Trần đo ván trên mặt đất. Giọng của Trương Hào lại vang lên, mau xin lỗi anh Ngọc Hải đi. Đây là Thiên Hào Ba, địa bàn của hắn ta. Nếu Hoàng Ngọc Hải ở đây không vui, đó chính là do hắn thất trách. Trương Hào, Hạ Bắc lên tiếng, giọng điệu mang theo sự tức giận. Sở Trần là người mà mình gọi tới, bây giờ hắn ta ra tay với Sở Trần, không khác gì đánh vào mặt mình. Đối với Trương Hào mà nói, Tiểu Bắc cũng là tồn tại không thể trêu chọc. Tuy nhiên, có Hoàng Ngọc Hải bên cạnh, thái độ của hắn ta tự nhiên rất hung hăng, hiện tại hắn đang đối phó với Sở Trần, chính là đang đại diện cho Hoàng Ngọc Hải. Vẻ mặt của Sở Trần rất bình tĩnh, hắn bình tĩnh nói, chỉ cần nói một chút suy nghĩ trong lòng của mình thôi. Nói thật đi. Nếu không phải là bởi vì thân phận của Hoàng thiếu gia, có bao nhiêu người tin vào những chuyện thần bí mơ hồ như vậy? Nếu như Hoàng thiếu gia chứng minh được mình không phải đang giả thần giả quỷ, ta lập tức quỳ xuống ngay nhận lỗi với Hoàng thiếu gia. Ánh mắt Hoàng Ngọc Hải lóe lên một tia lạnh lùng nghiêm khắc. Mình lấy ra hắc phu tiểu nhân, vậy mà thành giả thần giả quỷ. Mày chỉ là con rể nhà họ Tống mà thôi. Nhìn thân phận của mày đi. Trương Hào lạnh lùng nói tiếp. Hoàng thiếu gia cần gì phải chứng minh cho mày cái gì? Không, tôi có thể chứng minh cho hắn thấy. Hoàng Ngọc Hải nói, nếu không, Hoàng Ngọc Hải tôi sẽ mang tiếng bắt nạt kẻ ngu. Hoàng Ngọc Hải nhìn Sở Trần, nếu tôi chứng minh được, cậu không cần quỳ trước mặt tôi, chỉ cần dùng đầu gối của cậu để đi ra khỏi Thiên Hào Ba. Được, Sở Trần trả lời không do dự. Vẻ mặt của Hạ Bắc hơi thay đổi. Anh đã nghe nói về kỹ thuật này. Nếu như Hoàng Ngọc Hải thật sự thực hiện như lời nói, Sở Trần đêm nay nhất định sẽ bị làm cho nhục nhã. Vẻ mặt tự tin của Hoàng Ngọc Hải khiến Hạ Bắc lo lắng cho Sở Trần. Xét cho cùng, dựa theo địa vị gia đình nhà họ Hoàng, không khó để tiếp xúc với phương diện này. Vậy thì để tôi đến thử. Hạ Bắc lên tiếng, nhìn Hoàng Ngọc Hải, và nói ngày sinh của anh ấy. Hoàng Ngọc Hải cau mày, sử dụng lá bùa tiểu nhân để kiểm soát Hạ thiếu gia. Hạ Bắc, anh muốn dùng cách này để bày tỏ thái độ sao? Hạ Bắc. Anh nên biết rằng anh đã chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi. Hoàng Ngọc Hải nói, cho nên mới để tôi tới thử khả năng của Hoàng thiếu gia. Đều là công bằng cho đôi bên. Hạ Bắc đáp, gọi thẳng Hoàng thiếu gia. Trong lòng Hạ Bắc như có lửa đốt, nếu điều này là ở Dương Thành, anh tuyệt không bao giờ nhịn điều này. Chuyện đề cử, nhưng trước mặt Hoàng Ngọc Hải,
thế hệ trẻ của gia đình giàu có nhất của Thiền Thành, tại địa bàn của hắn, Hạ Bắc không có cách nào triệt để vạch mặt. Hoàng Ngọc Hải nhìn Hạ Bắc một lúc và lắc đầu nhẹ nhàng, Hạ Bắc, tôi sẽ cho anh thấy sự thật là tên ngốc này không đủ tư cách làm bạn của anh. Hoàng Ngọc Hải lấy ra một mảnh giấy bùa màu vàng khác, nhanh chóng tạo ra một người đàn ông bằng giấy bùa và viết 8 ký tự của ngày sinh của Hạ Bắc. Hắc Phù Tiểu Nhân Thuật. Mặc dù Hoàng Ngọc Hải không thể nói rằng anh ấy đã thành thạo tuyệt kỹ, nhưng hắn ta hầu như chưa từng thất bại. Anh ta kết luận rằng Sở Trần đã nói dối về ngày sinh. Chờ một chút, Sở Trần đột nhiên nói. Làm sao, mày sợ hãi, Trương Hào chế giễu. Sở Trần bỏ qua Trương Hào nhìn Hoàng Ngọc Hải, Hạ thiếu gia chính mình tới xác minh. Như vậy, tôi muốn hỏi, nếu anh không chứng minh được, anh sẽ quỳ xuống sao? Sở Trần dựng lấy bả vai Hạ Bắc, nhân lúc không có người nhận ra. Lòng bàn tay của anh có một lá bùa được gấp đã dán phía sau lưng Hạ Bắc. Ánh mắt mấy người trong phòng lộ ra vẻ sắc bén. Con rể nhà họ Tống này thật là làm càn. Không chứng minh được, Hoàng Ngọc Hải khinh thường, được, tôi đáp ứng với cậu. Hắn có 100% tin tưởng. Mọi người theo dõi, kim quang màu bạc của Hoàng Ngọc Hải trong tay cắm thẳng xuống. Đôi mắt sắc bén, Hạ Bắc, giơ tay trái lên. Hạ Bắc sững sờ, khi Hoàng Ngọc Hải cầm kim bạc. Hạ Bắc vẫn có chút bối rối, dù sao anh cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Tuy nhiên, khi cây kim bạc rơi xuống, anh không cảm thấy gì. Hạ Bắc cuối cùng cũng hiểu được cảm giác vừa rồi của Sở Trần. Nhìn Hoàng Ngọc Hải cầm kim bạc không ngừng kêu tên của mình, Hạ Bắc không khỏi nghĩ đến ba chữ đó, bệnh thần kinh. Hoàng Ngọc Hải hét lên liên tục 5 lần, bầu không khí trong phòng riêng đột nhiên trở nên kỳ lạ trở lại. Tay trái của Hạ Bắc bất động, Sở Trần lần đầu tiên. Có thể hắn đã nói dối sinh nhật của mình. Lần này, Hạ Bắc, anh ấy có cần thiết không? Hoàng Ngọc Hải hai mắt không ngừng mở to, không thể tin nhìn Hạ Bắc. Nó lại thất bại, Hắc Phù Tiểu Nhân Thuật chưa từng thất thủ, tối nay lại quá tà môn như vậy. Đây là bằng chứng của Hoàng Thiếu Gia sao? Sở Trần không nhịn được cười, buổi biểu diễn này thật sự rất đặc sắc. Trương Hào một mặt biến sắc, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần. Vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hải lúc này đã ảm đạm đến cực điểm. Sau khi tham gia Hắc Phù Nhất Phái, Hoàng Ngọc Hải luôn có cảm giác ưu việt trong lòng, anh ta luôn cảm thấy mình vượt trội hơn những người khác. Lần này trở về không bao lâu, Hoàng Ngọc Hải thậm chí còn tự tin rằng, dựa vào những gì học được, chỉ cần vài ngày là có thể chinh phục Bạch Hỷ Nguyệt. Tối nay càng là không muốn chờ đợt định biểu diễn một phen. Không ngờ bản thân lại lỡ tay bày trò đùa cho thiên hạ. Hoàng Ngọc Hải không thể tìm ra bất kỳ lời bào chữa nào cho tình hình hiện tại. Tối nay, chúng ta dừng lại tại đây đi. Hạ Bắc muốn đưa Sở Trần đi, nhưng cửa phòng đã bị chặn lại. Trương Hào nhìn Hoàng Ngọc Hải. Chỉ cần Hoàng Ngọc Hải ra hiệu, Sở Trần sẽ không bao giờ ra khỏi căn phòng này. Vẻ mặt Hạ Bắc giận dữ. Ừ, suýt chút nữa tôi đã quên. Sở Trần nói, vừa rồi đã nói, nếu như Hoàng Thiếu Gia chứng minh có năng lực này, tôi sẽ quỳ xuống. Đi bằng gối ra khỏi Thiên Hào Ba, ngược lại là Hoàng Thiếu Gia, muốn quỳ xuống cho tôi. Vừa dứt lời, ngay cả sắc mặt Hạ Bắc cũng thay đổi mấy lần. Cuộc cá cược giữa hai người đã được mọi người có mặt nghe rõ. Nhưng mà, ai dám đề cập đến? Ánh mắt Hoàng Ngọc Hải sắc bén như đao, trong mắt lộ ra hào quang uy nghiêm, nhìn chằm chằm Sở Trần, trong lòng nổi lên lửa giận. Sở Trần khịt mũi, có vẻ chúng ta không nên tin những gì Hoàng Thiếu Gia nói. Sở Trần. Hạ Bắc nhẹ giọng nói, chuyện này đã đến mức không thể nhúng tay vào nữa rồi. Sở Trần vẻ mặt không thay đổi. Đêm nay, nếu hắn thua, Hoàng Ngọc Hải chắc chắn sẽ để hắn quỳ gối bỏ ra khỏi quán Ba Thiên Hào. Cho nên, hiện tại hắn đã thắng, tại sao phải để Hoàng Ngọc Hải đi? Hoàng Ngọc Hải thân thể như bị lửa đốt, lửa giận lập lòe, giữa hai hàm răng như rút ra giọng nói, ngữ khí lạnh như băng, tao quỳ xuống, mày có thể chịu được không? Sở Trần ánh mắt nhẹ nhàng mà ôn nhu trả lời, anh ngược lại nên quỳ đi. Trương Hào tức giận xông lên phía trước, lại bị Hoàng Ngọc Hải ngán lại. Hoàng Ngọc Hải và Sở Trần nhìn nhau chằm chằm, anh ta đại diện cho thân phận của thiếu gia nhà họ Hoàng. Đã chấp nhận cược thì phải chấp nhận thua. Vẻ lạnh lùng trong mắt Hoàng Ngọc Hải dâng lên, hắn đập mạnh một tiếng quỳ trên mặt đất. Vào lúc này, sự thù địch trong mắt Hoàng Ngọc Hải cũng lập tức bộc phát. Nhìn chằm chằm Sở Trần hung tợn. Hắn ta đã nói cái quỷ này, Sở Trần, hắn nhận không nổi. Trong căn phòng VIP, từng người một như bị hóa đá. Thiếu gia nhà họ Hoàng thực sự đã quỳ xuống trước tên con rể nhà họ Tống, đây chắc chắn sẽ thành trò cười của cả thành phố. Hắn xác thực đã thua,
Tuy nhiên, cái quỷ này giống như một cơn giông tố, phải nói là kèm theo đó là núi lở, sông đổ, máu chảy thành sông. Hắn ta sẽ không quỳ xuống vô ích, ngay cả Hạ Bác, giờ phút này cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Ngọc Hải, cũng không khỏi run lên. Sẽ phải khiến hắn cảm thấy được quỳ xuống còn là mơ ước xa vời. Trương Hào phản ứng lại, tức giận nhìn chằm chằm Sở Trần, dứt khoát ra lệnh. Đôi mắt của vài người đã nhìn chằm chằm vào nhau nhìn rất dữ dội. Ai dám động thủ, giọng của Hạ Bác cũng vang lên. Tuy nhiên, lúc này không ai để ý đến lời nói của Hạ Bác. Hoàng thiếu gia quỳ xuống tại quán ba Thiên Hào, nếu Thiên Hào ba không cắt xẻo người trước mặt thì không cách nào giải thích được. Hoàng Ngọc Hải đứng lên, hai mắt lạnh như tuyết băng giá, tao quỳ xuống, mày cả đời này sẽ sống trong vực thẳm. Cửa phòng riêng đột nhiên bị đá mở ra, hai nhân vật xông vào, cú đá rất nhanh và chớp nhoáng, hai nhân viên bảo vệ của Thiên Hào đã bị hạ gục xuống đất trong tích tắc. Chính là vệ sĩ của Hạ Bắc, Hạ Bắc đứng bên cạnh Sở Trần, đối phương chính là Hoàng thiếu gia đó. Sở Trần nhẹ giọng nói, cậu quên những gì tôi đã nói tối hôm qua sao? Hạ Bắc cười, sau này có chuyện gì, anh Bắc sẽ che chở cho cậu. Hạ Bắc nhìn Hoàng Ngọc Hải, Sở Trần là tôi gọi qua. Cũng chính là người tôi bảo vệ, đây cũng chính là ranh giới cuối cùng của tôi. Hoàng Ngọc Hải ánh mắt lạnh lùng, đưa tay chắp sổ ưng, Hạ Bác, đây là Thiên Hào ba, anh không thể giữ nổi hắn. Hạ Bác hít sâu một hơi, mang theo Sở Trần, hắn lui một bước, hắn chỉ mang theo hai tên vệ sĩ, tuy rằng thực lực tốt nhưng hắn thực sự không mơ tưởng sẽ xông ra khỏi quán ba Thiên Hào. Hơn nữa, Hạ Bác biết Hoàng Ngọc Hải lúc này đã mất trí, từ lúc quỳ xuống trước mặt Sở Trần. Hắn ta chắc chắn không thể để Sở Trần đi được. Khi có cơ hội, cậu lập tức chạy ra ngoài. Hạ Bác thì thào nói, bọn họ không dám động tới tôi. Nhiều tiếng bước chân truyền đến. Hạ Bác đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt biến sắc. Tại cửa phòng VIP, đội bảo vệ của quán ba Thiên Hào đã bao vây. Lúc này e rằng toàn thân rút lui cũng không được. Anh Bác, anh định làm gì trong trường hợp này? Sở Trần đột nhiên nhìn Hạ Bác, anh sẽ tiếp tục bao che cho tôi sao? Hạ Bác muốn khóc không ra nước mắt, tên này thần kinh quá phải không? Trường hợp này, chúng ta vẫn có thể bình an sau ngày hôm nay sao? Tôi chỉ có thể tìm cho cậu bác sĩ giỏi nhất. Hạ Bác rất rõ ràng tình huống trước mắt, dù muốn bảo vệ Sở Trần nhưng anh vẫn là lực bất tòng tâm. Kể từ lúc Hoàng Ngọc Hải gọi thẳng tên anh, tình bạn giữa anh và Hoàng Ngọc Hải cũng kết thúc. Bác sĩ tốt, nên giao cho Hoàng thiếu gia. Sở Trần vừa dứt lời, đột nhiên sải bước đi tới. Bắt kẻ trộm đầu tiên phải bắt vua. Sở Trần lao về phía Hoàng Ngọc Hải. Đi tìm cái chết, Trương Hào đứng ở bên cạnh Hoàng Ngọc Hải, lúc này lao về phía trước, vung nắm đấm về phía Sở Trần. Sở Trần tốc độ không có chậm lại, cùng hắn nắm tay đánh nhau. Cánh tay của Trương Hào chịu một lực va chạm kinh hoàng, lòng bàn tay bị xé toạc, hắn lảo đảo lui về phía sau, hét lên một tiếng thảm, cánh tay này nhất thời không nhấc lên được nữa. Trong chớp nhoáng, Sở Trần đã đến gần Hoàng Ngọc Hải. Kim quang màu bạc trong lòng bàn tay Hoàng Ngọc Hải sắc bén, trong mắt lóe lên vẻ cứng rắn. Những gì hắn ta học được ở Hắc Phu nhất phái không chỉ là Hắc Phu tiểu nhân thuật. Đoang một tiếng như tiếng chai rượu vỡ. Sở Trần cầm bình rượu lên, liếc mắt nhìn kim bạc trong lòng bàn tay Hoàng Ngọc Hải, lóe lên một tia khinh thường. Cước ảnh đảo qua, thân thể của Hoàng Ngọc Hải bay ra và đập vào tường, ngay khi hắn tiếp đất, Sở Trần đã tới nơi. Mặt sắc nhọn của chai rượu trong tay cậu đang kề vào cổ của Hoàng Ngọc Hải. Hắc Phu nhất phái, Hắc Phu tiểu nhân thuật anh còn thiếu chút hỏa hầu. Hoàng Ngọc Hải đôi mắt đột nhiên mở to đến cực điểm, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Sở Trần. Hắn luôn tự hỏi tại sao Hắc Phu tiểu nhân thuật lại thất bại. Bây giờ hắn đã hiểu rồi, người mà hắn muốn đối phó cũng là một người trong kỳ môn, hơn nữa cảnh giới còn vượt xa hắn. Mình vừa rồi ở trước mặt Sở Trần chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Dừng lại, Sở Trần đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt quét qua đám người Trương Hào, tôi thân là tên ở rể nhà họ Tống, cũng không đáng tiền, nếu tôi có thể cùng Hoàng thiếu gia đến Hoàng Tuyền, chuyến đi này chỉ đơn giản là kiếm lời rồi. Mọi người đều choáng váng, Hạ Bác cũng ngẩn ra, lúc trước còn gọi anh Bác đến bảo vệ hắn, giây phút này, ngay cả Hoàng Ngọc Hải cũng bị anh ta xử lý, cũng bị đánh cho tơi bời. Người khác thì không biết, nhưng Hạ Bác và Hoàng Ngọc Hải đã là bạn được vài năm nay. Anh ta biết rất rõ rằng Hoàng Ngọc Hải đã học võ từ nhỏ, 18 người đàn ông cường tráng có thể không phải là đối thủ của hắn ta. Sở Trần hóa ra gọn gàng sạch sẽ, trong nháy mắt đã khuất phục hắn.
hai cô gái chân dài Bạch Hỷ Nguyệt và Diệp Bối Giai đứng cùng nhau trong ánh mắt đầy ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ rằng trong tình huống này Sở Trần lại có thể lật ngược tình thế. Mặc dù Sở Trần, và thậm chí cả gia đình nhà họ Tống, sẽ phải chịu đựng những cuộc tấn công trả thù dữ dội sau khi bước ra khỏi quán Ba Thiên Hào, nhưng ít nhất giờ đây anh ta đã được an toàn. Buông Hoàng Thiếu Gia Gia, Trương Hào trừng lớn mắt, Sở Trần mặc kệ, vẫn lại nhìn về phía Hoàng Ngọc Hải. Ánh mắt Hoàng Ngọc Hải kinh ngạc không hề nhạt đi, giọng nói của Sở Trần vẫn còn váng vẳng bên tai. Sở Trần há vậy mà lại biết được chiêu thức của Hắc Vu Nhất Phái. Tuy nhiên, từ cơ thể Sở Trần, hắn ta không thể phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào về khí tức của một người trong kỳ môn. Hoàng Ngọc Hải liếc nhìn Sở Trần thật sâu. Hắn mấy năm nay lĩnh hội kỳ môn thuật, hắn mơ hồ hiểu được thế giới kỳ môn này, thậm chí cường giả có thể hô gió gọi mưa, chấn động thiên hạ. Thời điểm này Hoàng Ngọc Hải cảm giác, Sở Trần lúc này thân phận thậm chí còn không thể đắc tội hơn so với Hạ Bắc, người có thân phận là thiếu gia nhà họ Hạ. Trừ khi, hắn ta tìm ra nội tình của Sở Trần và để những cường giả trong sư môn ra tay. Dù sao, Hoàng Ngọc Hải cũng rất rõ ràng về hậu quả của việc đắc tội với người trong giới kỳ môn. Hoàng Ngọc Hải hít sâu một hơi, trên người khí thế thu lại, ánh mắt quét về phía Trương Hào, cho tất cả mọi người rút lui ra ngoài đi. Trương Hào sắc mặt thay đổi, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, mày dám đả thương Hoàng Thiếu Gia, mày chết chắc rồi. Trương Hào cùng những người khác từng bước rút lui, Sở Trần cũng lập tức đứng dậy, ném chai rượu trong tay sang một bên. Anh Bắc, chúng ta đi thôi. Hạ Bắc giật mình, hoàn hồn, nhìn Sở Trần, cậu mới là anh của tôi. Mặc dù vừa rồi Hạ Bắc cũng rất tức giận, nhưng sẽ không bao anh ta dám trực tiếp đối phó với Hoàng Ngọc Hải theo cách này. Chắc chắn không làm được. Hạ Bắc không khỏi liếc nhìn Hoàng Ngọc Hải một lần nữa, thấy Hoàng Ngọc Hải mặc dù đã đứng lên, nhưng không có mệt mỏi, vẻ mặt cũng bình tĩnh trở lại, trong lòng không khỏi cảm nhẹ nhõm. Điều này không giống với Hoàng Ngọc Hải mà anh biết, khi hắn ta phát điên thì thậm chí mạng sống của mình cũng không muốn. Bây giờ, liệu hắn có bằng lòng để Sở Trần rời đi dễ dàng như thế này không? Hai người rời khỏi phòng VIP, Trương Hào lập tức xông vào, Hoàng Thiếu Gia. Không cần ngăn cản bọn họ. Hoàng Ngọc Hải vẫy vẫy tay ngồi ở trên sofa, híp mắt, Sở Trần, con rể nhà họ Tống à. Anh Ngọc Hải, bên ngoài quán ba có một nhóm người đang trông chừng, trông có vẻ là nhóm người của võ quán Vinh Diệu Quyền. Trương Hào nói, cho dù chúng ta không động thủ, Sở Trần đêm nay sống cũng không nổi. Hoàng Ngọc Hải ngẩng đầu lên, võ quán Vinh Diệu Quyền. Sở Trần đã đắc tội với Vinh Đông và Diệp Thiếu Hoàng trong bữa tiệc sinh nhật của tam tiểu thư nhà họ Tống. Tối nay, Diệp Thiếu Hoàng nói rằng sẽ phế nam chi của Sở Trần. Mọi người đều đang theo dõi chuyện này. Trương Hào nói, trong lúc này, chúng ta chỉ việc tọa sơn xem hổ đấu. Vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hải trở lại bình tĩnh, dùng tập đoàn Vinh Thị vá Diệp Thiếu Hoàng thử thực lực của Sở Trần cũng là chuyện tốt. Tọa sơn xem hổ đấu ư. Trương Hào ngơ ngẩn một chút. Trong mắt hắn, Sở Trần chỉ có thể coi là một con cừu. Tuy rằng thực lực của hắn không nhỏ, nhưng mà con rể nhà họ Tống làm sao có tư cách đấu lại Diệp Thiếu Hoàng. Trương Hào vẫn luôn cho rằng vừa rồi Sở Trần thung ra một đấm, chỉ là do hắn không có phòng bị, mà tên ngu xuẩn này lại có quá nhiều sức lực. Anh Ngọc Hải cỏ phải có ý nghĩ là phía sau Sở Trần có Hạ Bắc là chỗ dựa ư. Diệp Bối Giai khóe miệng nhếch lên, chỉ là, theo em được biết, Hạ Bắc tại nhà họ Hạ, anh ta vốn là một thiếu gia không có quyền thế. Dự án tại Thiền Thành có lẽ là lần đầu tiên anh ta tiếp quản việc kinh doanh của nhà họ Hạ, nhưng mà Cường Long không trấn áp được rắn tại hang ổ. Hơn nữa, Hạ Bắc còn chưa là một Cường Long, bọn họ vốn dĩ không thể đấu lại được anh Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu Hoàng là niềm tự hào của nhà họ Diệp. Tại bãi đậu xe, vệ sĩ đã lái xe ra ngoài, Sở Trần và Hạ Bắc ngồi ở hàng ghế sau. Tối nay anh định giới thiệu cho cậu một vài người bạn có mặt mũi ở Thiền Thành, tiện thể cùng cậu thảo luận vài điều. Hạ Bắc có chút ngượng ngùng, dù sao chính anh là người gọi điện thoại cho Sở Trần để gọi hắn. Vậy bây giờ chúng ta có thể trực tiếp thảo luận mọi chuyện được rồi. Sở Trần mỉm cười, rơi vào tình thế trong tối nay, Hạ Bắc vẫn vững vàng đứng ở bên cạnh hắn, người này Bắc ca, hắn nhận chắc rồi. Không cần thương lượng gì nữa. Hạ Bắc nói, cuộc thi múa sư tử tại buổi lễ khai trương Kim Than Thẻ Nhất được mọi người chú ý và sẽ có rất nhiều người tham gia. Hoàng Ngọc Hải sắp mở một cuộc cá cược ngầm nhằm thu hút mọi người đến đặt cược xem sau 5 ngày nữa nhà nào sẽ thắng chung cuộc. Anh ngay từ đầu gọi tới cậu, chính là nhờ cậu tham mưu giúp tôi có nên chung tay với hắn ta để biến bàn đặt cược này trở nên lớn hơn nữa không?
Có vẻ như với tình cảnh hiện tại thì chỉ có Mì Nhoàng Ngọc hài làm rồi. Sở Trần nói, anh Bắc, nếu anh muốn tham gia đánh cược, anh có thể đánh cuộc đội thắng cuộc là nhà họ Tống. Nhà họ Tống, Hạ Bắc liếc nhìn Sở Trần, không phải tôi coi thường nhà cậu, nhưng những người tham gia đoạt thanh gồm toàn những đội múa sư tử nổi tiếng của Thiền Thành, một số võ quán, sau lưng bọn chúng đều là đại diện cho các gia tộc giàu có của Thiền Thành, nhà họ Tống của cậu thật sự là rất khó xếp hạng trên. Xe từ từ lái ra khỏi bãi đậu. Cậu chủ, bên ngoài ngã tư có người đang chặn đằng trước chúng ta. Vệ sĩ nói, vẻ mặt của Hạ Bắc đột nhiên chìm xuống, Hoàng Ngọc Hải thật sự không chịu buông tha chúng ta. Không phải Hoàng Ngọc Hải. Sở Trần ngẩng đầu, võ quán Vinh Diệu Quyền, người của tập đoàn Vinh Thị. Khóe miệng Hạ Bắc khẽ co giật, tôi mới chỉ quen cậu được 24 giờ. Thế mà cậu thật đắc tội với tập đoàn Vinh Thị, Diệp Thiếu Hoàng cùng Hoàng Ngọc Hải. Hạ Bắc đếm từng người một, tôi thực sự rất tò mò. Cậu trong 5 năm này ở rể nhà họ Tống làm thế nào mà còn sống sót? Sở Trần nói, tôi vẫn là lo lắng nhất về Hoàng Ngọc Hải. Hạ Bắc cau mày, hắn ta làm việc rất điên cuồng, vừa rồi cậu cúi đầu một chút, có lẽ sẽ không gạch dưới sao? Sở Trần cười, ánh mắt sắc như dao. Niềm kiêu hãnh tận trong xương tủy khiến hắn không thể cúi đầu. Xe chạy chậm chậm đến ngã tư, cửa xe đã được kéo lên. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong xe. Chiếc xe đã bị chặn lại. Một vệ sĩ xuống xe với vẻ mặt bình tĩnh, bọn mày là ai? Xe của Hạ thiếu gia các ngươi cũng dám ngăn cản. Nhà họ Hạ ở Dương Thành, ngay cả ở Thiên Thành sát vách cũng có uy thế rất lớn. Những người trong võ quán Vinh Diệu Quyền đương nhiên không dám ngăn cản. Dù sao, không phải ai cũng có thân phận như Hoàng Ngọc Hải. Trong bệnh viện, Diệp Thiếu Hoàng nhận được một cuộc gọi. Tôi tiết lộ cho Diệp Thiếu ra một tin tức, đầu bên kia điện thoại vang lên, Sở Trờ đã lên xe của Hạ Bắc rời đi. Diệp Thiếu Hoàng vẻ mặt trầm mặc, Hạ Tam Thiếu ra, dự án hợp tác ngày hôm nay với nhà họ Hạ cuối cùng đã bị nhà họ Tống cướp mất. Hết thảy nguyên nhân là đâu Sở Trần? Hạ Bắc, tại sao anh lại chiếu cố tên con rể ngốc nhà họ Tống như vậy? Diệp Thiếu Hoàng nghĩ mãi cũng không hiểu. Hoàng Nhi, ăn miếng táo để bình tĩnh lại nào. Mẹ của Diệp Thiếu Hoàng gọt táo. Ai mà không có thói quen đặc biệt, có thể, Hạ Thiếu gia khẩu vị rất quái dị một chút. Diệp Thiếu Hoàng duỗi tay ra, vừa định cầm lấy quả táo, đột nhiên hét lên một tiếng kêu, tê liệt. Mẹ hắn sững sờ, tại sao Thiếu Hoàng lại mắng người? Hoàng Nhi, Diệp Mẫu muốn lên tiếng, nhưng Diệp Thiếu Hoàng vẻ mặt đau đớn thống khổ, tê liệt. Diệp Phu Nhân, trong căn phòng này chỉ có hai mẹ con bọn họ. Diệp Phu Nhân đưa quả táo giúp Diệp Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu Hoàng cầm không nổi. Quả táo lại bị rơi trên mặt đất, vẻ mặt Diệp Thiếu Hoàng lộ ra vẻ sợ hãi, giọng nói run run, tay của con, bị liệt rồi. Hắn nghĩ đến lời Sở Trần nói. Đầu tiên là tim đau, sau đó là toàn thân tê liệt, cuối cùng là thất khiếu chảy máu. Diệp Thiếu Hoàng không còn nghĩ tới chuyện của Sở Trần, bắt đầu từ cánh tay truyền đến cảm giác tê dại toàn thân. Diệp Phu Nhân chạy vội ra ngoài, hét to gọi bác sĩ. Hạ Bắc đưa Sở Trần đi một vòng quanh thành phố sau đó ăn bữa đêm, trước khi đưa Sở Trần trở lại biệt thự của nhà họ Tống. Sở Trần nhẹ nhàng đi lên tầng 2 biệt thự của mình. Phòng khách nhỏ vẫn sáng rực ánh đèn dịu dàng, trên ghế sofa Tống Nhan đang cầm trên tay một đống tài liệu dày cộp, mệt mỏi híp mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân của Sở Trần. Tống Nhan nhìn sang, thấy Sở Trần không hề hấn gì, trong lòng thầm an tâm, mặc dù Sở Trần đi gặp Hạ Thiếu gia. Nhưng người của Diệp Thiếu Hoàng có thể sẽ đối phó hắn bất cứ lúc nào. Bà xã, Sở Trần bước tới, sao em không nghỉ ngơi một chút? Tống Ngạo nói, đến Ba Thiên Hào có thu được lợi ích gì không? Đằng sau quán ba đó, chính là thế lực nhà họ Hoàng. Sau khi đánh thiếu gia của nhà họ Hoàng một trận, anh liền rời đi. Tống Nhan, anh ta thật sự đã đánh thiếu gia nhà họ Hoàng, anh ta vẫn có thể thoát ra khỏi Ba Thiên Hào. Tống Nhan có quỷ mới tin anh ta. Tống Nhan thu dọn đống tài liệu liền trở về phòng, tôi có hẹn với đại diện nhà họ Hạ, lúc 10 giờ sáng mai tôi sẽ đặt một phòng ở tòa nhà điểm tụ, uống trà luận bàn. Ngay khi trời còn chưa sáng, một tin tức chấn động nổ ra ở Thiền Thành. Nghe nói gì chưa, Tam Thiếu gia nhà họ Hạ hóa ra lại là gay, lại còn chăm sóc cho cậu con rể ngốc nghếch của nhà họ Tống, Sở Trần. Mùi vị độc đáo như vậy sao? Thật không thể tin được là tiểu thư Tống Nhan thực sự đã bị cắm sừng. Sở Trần đã xúc phạm đến Vinh Đông và Diệp Thiếu gia, nếu không có Hạ Bắc Thiếu gia bảo vệ hắn ta có thể đã bị chặt thành 18 mảnh cho chó án. Sở Trần tỉnh lại,
Khi cùng Tống Nhan bước ra khỏi biệt thự, bọn họ cũng nhận thấy rất nhiều ánh mắt kỳ quái. Ha ha ha, đây không phải là Sở Tiểu Mật sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên một cách kỳ lạ, khó trách được trả thiếu gia dạy sủng ái nhiều như vậy. Hóa ra là tự mình dâng lên hoa cúc, ha ha ha. Tống Khánh Bằng mới sáng sớm đã đến rồi. Hắn tới đây, chỉ đợi Sở Trần đi ra, chế nhạo hắn. Khi Tống Khánh Bằng nghe tin đồn, hắn mừng như điên. Ba từ Sở Tiểu Mật đơn giản là quá phù hợp với Sở Trần. Cậu thật xứng đáng là người con trai may mắn của nhà họ Tống. Tống Khánh Bằng thở dài, được Hạ Thiếu gia chiếu cố cũng là một may mắn. Vẻ mặt Tống Nhan lạnh lùng, đừng có ở đây nói nhảm. Chị Nhan, chỉ có thể vào các diễn đàn liên quan đến Thiền Thành. Nó đã được lan truyền từ lâu rồi. Tống Khánh Bằng lắc đầu, chỉ thực sự đối với Sở Trần, vẫn là vận dụng hết khí vận hết sức có thể nha. Sở Tiểu Mật, anh phải cố gắng chăm sóc tốt cho Hạ Thiếu gia đó nha. Tống Khánh Bằng cười cười, xoay người bước đi. Bà xã à, đừng nóng giận, loại ác ôn này, vô luận như thế nào, sẽ có ngày gặp quả báo. Sở Trần cười nói, anh vẫn còn có thể cười. Tống Nhan liếc hắn một cái, cho dù nhà họ Tống có không để tâm đến tin đồn này, nhưng nhà họ Hạ thì sao? Nhà họ Hạ ở Dương Thành là một gia tộc nổi tiếng ở phía Nam Trung Quốc, làm sao có thể để cho thiếu gia nhà họ Hạ vô duyên vô cơ mang tin đồn trên người mà coi như không có chuyện gì được. Phía trước truyền đến một tiếng hét, Tống Nhan nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, Tống Khánh Bằng đau đớn hét lên, một con rắn đen dài bằng lòng bàn tay từ phía sau cắn vào mông hắn. Chưa kịp bước thứ hai, anh ta đã ngã xuống đất cùng với một tiếng kêu thê thảm. Sở Trần nất tay nhanh mắt lẹ, lấy điện thoại ra kịp thời quay lại toàn bộ video. Tống Nhan ngẩn người, quả báo của Tống Khánh Bằng không lẽ đến nhanh như vậy. Tiếng hét vang dội, Tống Khánh Bằng đồng thời cũng lăn lộn trên mặt đất. Gọi người kêu cứu. Lại là con rắn đen này dở trò quỷ rồi. Sở Trần xông lên đá vào mông Tống Khánh Bằng vài cái. Tống Khánh Bằng hét lên như con lợn bị chọc tiết. Sở Trần, dừng lại. Tống Mục Dương hung hãng chạy tới, phía sau còn dẫn theo mấy tên vệ sĩ. Tống Mục Dương liếc nhìn Tống Khánh Bằng đang gào khóc thảm thiết trên mặt đất, ánh mắt lộ ra lửa giận, đánh hắn. Mấy tên vệ sĩ liền nhanh chóng xông tới, để tôi xem ai dám động thủ. Tống Nhan hét lên. Sở Trần là con rể nhà họ Tống, ai dám động đến anh ấy, liền cút ra khỏi nhà họ Tống. Sắc mặt mấy tên vệ sĩ thay đổi ngay lập tức, con rể nhờ, tôi đây muốn dạy dỗ hắn một chút, có vấn đề gì sao? Tống Mục Dương vẻ mặt hung tợn mà tiến đến gần Sở Trần, nếu không có ai dám động thủ, thì bản thân sẽ đích thân dạy dỗ hắn. Chú hai à, đừng có hiểu lầm tôi là đang cứu cậu ta. Vẻ mặt Sở Trần rất bình tĩnh, mông của Tiểu Bằng bị rắn cắn. Tôi lấy chân dẫm lên để giết chết con rắn. Nếu không, ai mà biết được con rắn đen nhỏ này có lợi dụng tình huống để chui vào, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Tống Mục Dương trong nháy mắt trở nên trầm xuống. A, Tống Khánh Bằng đau đến sắp ngất đi, trong lòng đau nhói khiến hắn có chút không chịu nổi, nhanh gọi anh hai mau tới cứu tôi. Sở Trần ánh mắt nhẹ nhàng mà híp một cái. Anh ta dường như đã biết ai mới là chủ nhân của con hắc phu linh xà này. Tống Mục Dương sải bước đi lên, nhìn thấy con rắn đen chết trên mặt đất, sắc mặt đại biến, lập tức ôm Tống Khánh Bằng rời đi. Bà xã, anh đã nói rồi, anh ta sẽ bị quả báo. Sở Trần cười nói, Tống Nhan liếc anh ta một cái, nhưng cũng thật kỳ lạ, sao chú hai lại đưa Khánh Bằng về nhà mà không đưa tới bệnh viện. Nói không chừng Tống Nhị gia nhà chúng ta có thần dược nào đó của tổ tiên có thể trấn áp nọc rắn. Sở Trần mở đoạn video vừa quay được ra xem. Tống Nhan dần dần có thói quen chỉ tin nửa lời của Sở Trần. Biệt thự đối diện Tống Hồ, tại sảnh tầng 1, Tống Khánh Bằng la hét không ngừng, Tống Khánh Hạc bước xuống lầu, hắn vội bước nhanh đến trước mặt Tống Khánh Bằng, sắc mặt anh ta biến sắc, chú bị linh xà cắn ở đâu vậy? Kể từ khi con hắc phu linh xà cắn Diệp Thiếu Hoàng, Tống Khánh Hạc đã rất bàng hoàng khi hắn bị mất liên lạc với linh xà. Ở ngay bên hồ, Tống Khánh Bằng giọng nói run lên đau đớn, trên môi vẫn còn chảy ra vết máu. Anh hai, mau giúp ta giải nọc đi. Con linh xà của Tống Khánh Hạc đương nhiên hắn dễ dàng hút bỏ nọc rắn. Sau khi nọc rắn được giải trừ, Tống Khánh Bằng thở phào nhẹ nhõm và thả mình trên ghế sofa. Cái loại đau đớn như vậy, quả thực sống không bằng chết, chẳng trách ngay cả Diệp Thiếu Hoàng cũng chịu không nổi, lăn lộn khắp nền đất. Linh xà đang ở đâu? Mau dỡ nhanh đi, Tống Khánh Hạc có chút lo lắng, bồi dưỡng một con hắc phu linh xà không dễ. Trong tay hắn cũng chỉ có một con hắc phu linh xà, đây chính là tâm can bảo bối của hắn.
Vẻ mặt Tống Khánh Bằng lóe lên sự hung ác và tức giận, em sợ rằng đã bị Sở Trần dùng chân dẫm chết rồi, anh hai hãy nhìn sau mông của em đi, vỡ còn có vết máu của Linh Xà tại đó. Nắm tay của Tống Khánh Hạc trong giây lát đột nhiên nắm chặt, lửa giận dâng trào, Sở Trần, mày lại dám giết Linh Xà của tao. Đối phó Sở Trần thực ra rất đơn giản, Tống Mục Dương vốn không có coi trọng chuyện này, ngược lại nói sang chuyện khác, Khánh Bằng hiện tại không sao. Để ta nói cho các con biết một tin tốt, anh cả của các con đã thành công chiếm được trái tim của nhị tiểu thư nhà họ Hoàng, lão gia tử của nhà họ Hoàng, sáng nay nói sẽ gặp mặt anh cả của các con. Tống Khánh Bằng quên đi vết thương ở mông, hưng phấn nhảy dựng lên, thế tức là lần sau gặp nhị tiểu thư nhà họ Hoàng, con có thể gọi một tiếng chị dâu rồi. Tống Thiên Dương bọn họ nghĩ đến việc leo lên nhà họ Diệp để làm chỗ dựa. Nhưng mà bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta lại sớm thông gia với gia đình giàu có nhất của Thiền Thành. Tống Mục Dương Dương hôm nay tâm trạng vốn rất tốt, hắn vừa rồi tới là để nhắc đến chuyện vui này trước mặt lão gia tử. Hắn không nghĩ rằng sẽ đụng phải đúng lúc Tống Khánh Bằng bị rắn cắn. Hà họ Hoàng của Thiền Thành nổi tiếng mới Mỹ Từ, đệ nhất phú hào và đã trường thịnh không một chút suy yếu trong một thế kỷ. Những năm gần đây, nhà họ Hoàng càng mở rộng và phát triển nhanh chóng, thậm chí còn có câu nói được truyền bá, chỉ cần nơi nào có người ở Thiền Thành thì ở đó sẽ có tài sản của nhà họ Hoàng. Hoàng Giang Hồng, lão gia tử của nhà họ Hoàng, chỉ cần dậm chân một cái dư chấn có thể ảnh hưởng đến cả các nhân vật lớn ở Dương Thành bên cạnh. Mặc một thân áo choàng trắng luyện công trường bào, trong thư phòng, hai kẻ hầu nhà họ Hoàng đang mở ra một bức chữ, khó coi. Hoàng Giang Hồng thở dài, xua tay, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Ông ấy muốn hướng mặt quan sát toàn bộ giới trẻ của thành phố, ông cũng muốn nhân cơ hội này để đánh giá những cây bút văn chương của mọi gia đình trong thành phố. Tuy nhiên, kết quả không như ý muốn. Chữ thật giống như người A. Hoàng Giang Hồng lắc đầu. Ở cửa thư phòng, một thanh niên mặc áo đen, hai hàng lông mày như kiếm, đôi mắt sáng như sao đang lạnh lùng bước vào, ông nội. Hoàng Giang Hồng ra hiệu, Ngọc Hải, con đến rất đúng lúc, tới đây cùng ông nội xem những chữ này. Người thanh niên này chính là Hoàng Ngọc Hải. Trong số rất nhiều người thuộc thế hệ trẻ của nhà họ Hoàng, Hoàng Ngọc Hải không phải là người xuất sắc nhất, tuy nhiên, vào vài năm trước, Hoàng Ngọc Hải được một cao nhân nhìn trúng và bái nhập một môn phái thần bí, điều này đã bất ngờ nâng cao địa vị của Hoàng Ngọc Hải trong nhà họ Hoàng. Trước khi trở về, con có nghe nói ông nội của con là đang hướng về toàn thành phố để triệu tập thanh niên. Hoàng Ngọc Hải nói, mấy năm nay, dưới sự hướng dẫn cẩn thận của sư phụ, kỹ năng thư pháp của con cũng đã tiến bộ rất nhiều, con cố ý viết một bức chữ để mang về đây, xin mời ông nội hãy giám định và thưởng thức nó. Hãy mở nó ra cho ta xem. Đôi mắt của Hoàng Giang Hồng sáng lên, cả cuộc đời ông hướng tới văn võ song toàn, cho dù đỏ là văn chương hay võ thuật thì ông ấy cũng đặc biệt bị say mê. Mà Hoàng Ngọc Hải hiện tại, rõ ràng theo hai cái phẩm chất này phát triển. Hoàng Ngọc Hải đầy tự tin và yêu cầu hai tên người hầu mở bức tranh. Hắn rất tự tần với bức tự này bởi vì trước khi về nhà hắn đã nhờ trường bối sư môn đích thân viết tặng. Chắc chắn có thể được chọn vì, thanh, và sẽ tỏa sáng rực rỡ trong buổi lễ. Chữ tốt, Hoàng Giang Hồng thật sự hết sức ngưỡng mộ, ánh mắt lại nhìn Hoàng Ngọc Hải thêm một chút ngưỡng mộ. Ngọc Hải, không ngờ tay nghề thư pháp của con đã đạt tới mức này. Trong số người trẻ tuổi ở Thiền Thành, luận ván luận võ, ít người có thể so sánh được với con. Hoàng Ngọc Hải mừng thầm, vẻ mặt rất khiêm tốn, Ngọc Hải vẫn còn kém xa lắm ông nội. Hoàng Giang Hồng cười, vô cùng kiêu ngạo, con cháu của nhà họ Hoàng chúng ta không cần khiêm nhường như vậy, con xem một chút đi. Hai ngày này những bức chữ được gửi tới, so với bức chữ của con thật quá khó coi. Vừa nói, Hoàng Giang Hồng thuận tay cầm một bức chữ ra, để cho tên người hầu bên cạnh mở ra. Con xem đi, chữ viết của những người này chỉ đơn giản là vẽ bậy. Hoàng Giang Hồng liếc mắt qua, bỗng nhiên lời nói đột ngột dừng lại, nhất thời sửng sốt. Hoàng Ngọc Hải nhìn sang, tâm thần cũng chấn động, có điểm thất thố, Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Trong thư phòng lúc này bỗng đột nhiên trở nên im lặng. Một lát sau, Hoàng Giang Hồng đi về phía trước mấy bước, nhìn từng chữ, vầng trán cao, hai mắt phát sáng, vô cùng kích động, tốt. Tốt, thật tuyệt, đôi mắt của ông hung hăng nhìn chằm chằm bức chữ này. Ô ngướng mặt với cả thành phố để triệu tập thanh niên, thứ ông muốn tìm chính là một bức chữ như thế này. Dòng chữ này biểu đạt đầy đủ mong muốn mà ông muốn thể hiện. Bây giờ Hoàng Giang Hồng cảm thấy rằng, ngoại trừ bức chữ này, mọi thứ khác đều là vẽ bậy, bao gồm cả bức chữ vừa rồi của Hoàng Ngọc Hải,
bức chữ của hắn còn lâu mới có thể so sánh được. Hoàng Ngọc Hải như muốn hộc máu, niềm vui sướng của hắn ta chỉ thoáng qua chưa đầy một giây thì anh ta đã bị dội một gáo nước lạnh. Hắn không ngừng hít sâu, thần sắc biến ảo, âm trầm bất định, ánh mắt lơ đãng rơi vào bút tích phía dưới bức chữ, Tống gia, Sở Trần. Hoàng Ngọc Hải nháy mắt cảm giác như bị sét đánh ngang tai, bất động không nhúc nhích. Thế mà lại là hắn. Hoàng Ngọc Hải đã phòng bế chuyện xảy ra ở quán Ba Thiên Hào vào đêm qua, không ai sẽ dám nói ra, nhưng mà dù gì chuyện xảy ra đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Sau khi quỳ xuống xấu hổ, đến ngay cả ý nghĩ muốn trả thù cũng phải dập tắt, bởi vì hắn không biết lai lịch của môn phái bí ẩn phía sau Sở Trần, dưới tình huống không nắm chắc có thể đối phó với Sở Trần thì hắn không dám đi trả thù. Hắn đã gọi điện cho Diệp Thiếu Hoàng để tiết lộ tung tích của Sở Trần. Hắn là muốn lợi dụng tay chân của Diệp Thiếu Hoàng để biết được toàn bộ thực lực của Sở Trần, nhưng làm cho hắn phải thất vọng là Diệp Thiếu Hoàng nửa điểm động tĩnh cũng không có. Mà Sở Trần, như thể bóng ma cuốn lấy há vậy, giờ đây lại xuất hiện ở trước mặt hắn trong hoàn cảnh này càng khiến sự tức giận của hắn tăng lên. Bức chữ này không ngờ là lại từ tay Sở Trần viết ra. Mặc dù bức chữ mà Hoàng Ngọc Hải lấy ra là do trưởng bối trong sư môn ban tặng, thế nhưng về phần giám định và thưởng thức hắn vẫn là có chút mắt nhìn. Tống gia, Sở Trần. Lúc này Hoàng Giang Hồng cũng nhìn thấy bốn chữ này, không khỏi sửng sốt. Người nhà họ Tống, sao lại họ Sở? Ông nội, Sở Trần này là con rể ở nhà họ Tống. Hoàng Ngọc Hải dừng lại một lúc, bổ sung thêm, tên này nổi tiếng ngu ngốc ở Thiền Thành, bức chữ này chưa chắc đã từ trong tay hắn viết ra. Hoàng Ngọc Hải ánh mắt hơi sáng lên, nhất định là như vậy. Để chờ mình khởi thế, chắc hẳn Sở Trần đã mua một bức chữ với giá cao. Giống như hắn là nhờ các vị trưởng bối trong sư môn đưa cho, có lẽ Sở Trần cũng đã làm như vậy. Đôi mắt của Hoàng Giang Hồng nheo lại, Thiên Thành tiểu ngốc tử, con rể ở nhờ. Bức chữ này, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt, nhưng thân phận của Sở Trần chỉ sợ không đủ tư cách để treo lên. Hoàng Ngọc Hải nhìn không được nói thêm một câu. Hoàng Giang Hồng nhìn Hoàng Ngọc Hải. Hoàng Ngọc Hải có chút chột dạ, vội vàng gục đầu xuống, bộ dáng cung kính nghe. Ông nội đã nói rồi, con cháu nhà họ Hoàng chúng ta không cần phải quá khiêm tốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.